Ơi, để tôi xem cái càng càng đét này. Dung mạo nó hơi thấp kém một tí, nhưng mà nói thật ra là như cái nội dung này, chắc là các bạn cũng chưa thấy ai nói cái vấn đề này. Mà nói thì kể cả là như các thầy ở trên mạng hay là thầy ở khóa học rồi các thứ, thường là người ta không nói cho các bạn như thế này đâu. Kinh nghiệm của tôi thì thực tế là nếu mà đi từ 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 cái sườn đó nhá, có ba cái gạch đầu dòng, nếu mà kiếm nhiều tiền ra là kiếm nhiều tiền thôi, chứ còn nếu mà bây giờ mình chối, mình bảo là chỉ cần hướng dẫn cách kiếm tiền thì ông nào chỉ kiếm tiền. Nhưng mà cái chính là ví dụ như là ví dụ Chí là cái thằng bỏ mẹ gì mà hình như là hôm qua mình thấy là nó giết vợ hay là thế nọ thế kia hay sao nhỉ? Như tôi ba gạch cho ba cái dọc gạch cái gạch đầu dòng, để ví dụ như là tại vì như anh em chúng nó hỏi, anh em chúng nó cũng bảo là ví dụ như thằng 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 Tuấn này, Tuấn hôm trước nhà vườn Tuấn Phúc mà các bạn thấy hay thấy nó xem livestream của tôi này, nó là thằng bạn, nó bảo đang đang kiểu bê bết lắm mấy thế nọ thế kia, nên đây tư vấn mấy thế nọ thế kia. Anh em kể cả thằng em Quý rồi người nọ người kia cũng bảo tôi mình hướng dẫn, nhưng mà thực ra thì tôi nói thật, khi mà tôi nói như này, tôi nói cái sườn, tôi nói kể cả nói cái sườn nhưng không phải ai cũng làm được. Đến hôm vừa rồi thằng cũ em tôi, thằng Tuân này, em bên cậu mình có bảo rồi, nếu mà đi theo anh, thế thằng cũ em đi theo anh thì anh chỉ sợ là ví dụ như là tháng đầu, nếu mà bình thường các bạn mà bán một cái hàng gì hay là có một cái hàng gì thì tháng đầu tiên các bạn cứ xác định là 1-2 tháng các bạn đi học việc, nó không có thu nhập đâu, mà ít chưa biết là 1 tháng đã bán được sản phẩm đầu tiên hay chưa. Tôi bảo thật là nếu mà làm theo 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 yêu cầu của anh thì là có thể là 1 tuần 2 tuần mà không bán được hàng, nhưng chắc chắn trong vòng vòng 1 tháng là mày bán được năm cái tháng đầu tiên có thể 10 triệu, tháng sau là có thể 1-2 tháng sau có thể lên đến 20 triệu 30 triệu, trong lúc với mày cả dắt cả vợ mày đi nữa cơ. Đấy là tôi có bảo mấy anh em chúng nó. Còn nói ở đây thì thực ra là các bạn không biết tôi sợ lại lại theo cái kiểu là chửi bới, vì cái ý là nó là thị phi đấy. Nhiều bạn nữ ấy, nhiều bạn nữ bây giờ ấy, thực sự là ghét cái từ thị ở trong cái tên tên đệm ấy. Thì thị ở đây nó gồm có nhiều nghĩa, nhưng mà nếu mà từ thị ở trong thị phi ấy thì thị nó là đẹp, thị nó là tốt, phi nó là xấu, phi nó là không tốt. Đấy, thị phi tức là xấu à, đẹp tốt à, đẹp xấu, mấy cả đấy nó ngược nhau, hai cái nó ngược nhau. Thị phi, thị nó là đẹp đấy, trong trong cái từ thị phi là thị tức là đẹp, thị tức là tốt, phi tức là xấu, phi tức là không hay. Đấy là thị phi nó như thế, ở trên mạng nó thế mà. Thì cái từ thị phi như thế này thì như các bạn phải hiểu, như hôm hôm một hai hôm nay mà hôm nay nó lên beat đây, có cái bạn hay có cái em sinh năm 91 là bạn Hưng, em Hưng thấy Quý chia sẻ đấy là để cái con Satafi đỏ ở trên cầu, xong rồi vợ đi tìm chồng thì là xong rồi, đến hôm nay này lôi ra bao nhiêu vấn đề, chắc là tự tử vì quay vì kiếp, tức là cộng đồng mạng của chúng ta này, khi mà có một cái thông tin mà biết nó đăng ấy, chắc là em mới nhờ đăng là tìm chồng. Thế là trên mạng bắt đầu nó bàn tán với nhau, chắc lại coi, chắc lại dàn cảnh để đi mấy bồ nhí hoặc thế nọ thế kia, hoặc là chơi nô đề bóng bánh mấy thế nọ thế kia để tự tử ấy. Thì kiểu kiểu khi mà một người vợ hoặc là nhà chúng ta có cái vấn đề gì mà nếu mà chúng ta mà bình thường không sao, chúng ta giữ im im thì không sao, nhưng mà chúng ta đã đăng lên mạng, nhất là ở các cái trang mạng lớn ấy, thì là thường là sẽ có nhiều ý kiến, xong người mỗi người nó như kiểu thám tử tư ấy, nó tra, xong rồi như hôm nay là nó đưa cái thông tin một cái đứa nào đấy nó đưa cái nick ảo là cái sóc ấy, tức là con của anh bạn Hưng này này, mấy vợ là 2 tuổi rồi nhưng mà không phải con của ông Hưng này. Thế là ông Hưng ông mới đi tự tử, ông bạn Hưng này sinh năm 91, các bạn đọc ở trên bit thì biết, tức là ban đầu là tìm ấy rồi hiền tổ. Thì cái vấn đề đấy là tôi nói là cái thị phi tức là đấy, nó như thế đấy, các bạn phải chấp nhận. Nếu mà các bạn chỉ đăng ở trên Facebook cá nhân thì thường là
là các bạn sẽ toàn những người thân của mình thôi, hỏi han rồi ấy. Nhưng mà cái khi mà cái mà đăng lên bit hoặc đăng lên hội kinh dịch nó rơi vào 1,5 triệu người 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 thành viên ấy, thì các bạn sẽ phải nhận những cái luồng ý kiến trái chiều, khen có, tốt có, xấu có, phải suy luận lung tung. Tự nhiên cái chuyện mà đi tìm chồng, tức là chồng đi đâu không không về, rồi cộng đồng mạng bắt đầu xoáy đến bao nhiêu vấn đề là chắc là vợ cắm sừng rồi, con là thế nọ thế kia, không phải con đẻ thế nào mới chán, xong rồi ông này chắc là thua quay thua kiếc các thứ linh tinh, thế là thành ra lại càng đau đầu hơn. Thì tôi có bảo với các bạn rồi, thì nếu mà đi theo đúng cái hướng của mình nói như này này, thì sau đấy như tuổi của tôi ấy, như kiểu mình như này, khi mà có đủ tiền rồi, lúc ấy chúng ta lại suy nghĩ đấy là tùy theo cái nhận thức thôi. Chứ còn nhiều thằng nó kiếm tiền, nó vẫn kiếm tiền, nó biết bao giờ là đủ đâu. Nhưng đến khi mà chúng ta có tiền rồi, chúng ta lại suy nghĩ xem, giống như tôi cùng khoảng tầm 1 năm này, mình bắt đầu mình đặt lại câu hỏi là nhiều người theo dõi để làm gì. Còn nếu mình như cái bài này mình đang trình bày thì là làm gì để nhiều người theo dõi, nó giống như cái câu mà ông Vũ hỏi tiền nhiều để làm gì. Ông Lê Thẩm Dương ông chửi ông kiểu xoáy luôn, đúng không ạ? Mẹ tổ sư nó lại đi hỏi tiền nhiều để làm gì. Từ trước đến nay các nước hoặc các công ty người ta chỉ họ đặt mỗi câu hỏi làm gì để nhiều tiền. Tức là chỉ có hai cái từng cái chữ thôi, đảo đi đảo lại nó thành ra hai cái nghĩa khác nhau. Một ông thì khuyến khích cái việc gọi là làm thế nào để có nhiều tiền. Còn một ông thì khi đã có tiền rồi bắt đầu mới đặt lại câu hỏi là tiền nhiều như thế để làm gì. Mình đặt lại câu hỏi là khi mà mình đã có nhiều người theo dõi rồi thì mình làm cái gì tiếp theo, mình truyền động lực cái thế nọ thế kia. Thì ví dụ như là cái trang này hoặc là như cái bài này, nó mà được các bạn quan tâm, các bạn like, các bạn bình luận, các bạn chia sẻ, thì nhiều khi nó cổ vũ cho một cái thế hệ của Tuân Phải, thế hệ góp nhặt cát đá tiếp theo, nó mang cho các bạn những cái nội dung công nhận là nội dung sạch và có tính công hiến. Tôi nghĩ là tôi được cái ý, tức là nội dung sạch và nó mang tính công hiến. Chứ còn ví dụ như bà Tân hoặc là cô dâu 8 tuổi hoặc là nọ là hoặc là kia ấy, các bạn cứ nghĩ nó là nội dung sạch, nhưng mà theo tôi là rác, tại vì nó mất thời gian. Nếu mà tôi xem là mất thời gian, cho nên tôi không bao giờ tôi để ý những cái ý. Tam Mao thì cũng buồn cười đấy, nhưng mà để mà tôi dành thời gian tôi xem cái ý thì tôi không xem. Ví dụ như vừa rồi này, mất thời gian nghe cái vấn đề là hút thuốc lá hay hút thuốc nào độc hơn, tôi cũng thấy nó kiểu nó mất thời gian vô bổ, không phát triển được cái bản thân của mình. Nhưng mà các bạn phải hình dung đấy, nó rất nhiều. Lúc nãy nó nói về cái vấn đề thị phi rồi, nhưng tí nữa nó sẽ nói về cái vấn đề sâu hơn, tại sao tôi lại gắn cái từ thị phi vào. Thì các bạn, tôi phải đi bên ngoài đã, tại vì nhiều bạn rất muốn, ví dụ như kể cả Ngọc Nhân cũng vậy, là anh chỉ cho em cách làm sao nhiều tiền đi. Thì tôi bảo không có cách nào chỉ cho em nhiều tiền. Có, nhưng mà để em có nhiều tiền của ngày hôm nay thì trước đấy 5 năm, 10 năm trước em phải bực mặt ra mà không có tiền hoặc có rất ít. Tôi cũng vậy, cách đây 5 năm hoặc 10 năm trước tôi còn đi tìm đường, không ai chỉ cho tôi những cái này cả. Các bạn hình dung được chứ, đột một cái các bạn có tiền, thì tôi nói thật, nếu mà đột một cái có tiền thì chắc chắn một điều, tiền cũng sẽ mất. Cái gì dễ đến thì cái nó dễ đi. Cái quá trình làm sao mà nhiều tiền nó như kiểu là con gà con nó mổ vỏ trứng, tôi có nói rồi. Cái quá trình trưởng thành, nếu mà các bạn mà nhờ người khác bóc vỏ trứng ra, ví dụ như bạn, các bạn như tôi ấy, tôi thấy quả trứng này chắc là nó sắp lở rồi, mình lấy tay mình bóc cái vỏ trứng ra để cho con gà con vịt nó ra, nó đỡ phải mổ vỏ trứng, thì con gà ấy nó chết, gà con nó chết. Các bạn phải tự nghe, tự thẩm thấu, giống như mình này, mình tra kịch bản cái nhé. Thì đáng nhẽ bây giờ tôi nói ra cái gì tôi phải gạch đầu dòng, tôi viết ra giấy là gạch rồi, yếu tố này đã nói rồi, nhưng thường là tôi không bị nói lại nữa. Chỉ có mỗi cái vấn đề gì cần đấy là mình nhắc lại thôi. Thì bây giờ muốn kiếm tiền hay muốn kiếm nhiều tiền, thực ra là nó là nhiều tiền đấy, không phải là muốn kiếm tiền đâu. Nếu theo như cái của mình ấy, mình bảo bao giờ mình trên cái phần, ví dụ như là dân số Việt Nam mà thu nhập bình quân đầu người nó khoảng tầm 6 đến 8 triệu thì tôi cũng phải tầm 10 triệu. Còn nếu mà hôm vừa rồi tôi nói với bà chị gọi là cũng giám đốc, mới giám đốc nẹo nọ giám đốc kia ấy, tôi bảo là cái thời điểm mà trước tháng 11 năm ngoái ấy, xong rồi đến cái giai đoạn bán quất Tết ấy, em nói sợ chị không tin rồi chị ngã ngửa ra. Toàn thu nhập toàn 300 triệu với 200 triệu một tháng em đây này. Tôi nói thật với bà ấy như thế mà. Em nói thì sợ chị này, tức là bà ấy là khách hàng. Chị nhàn ấy cũng kiểu giám đốc, chị đi ô tô đón tôi đi ăn gà giàn này. Hôm trước gọi điện tưởng chú chết rồi.
Bảo không, từ tháng 11 năm ngoái là cái trang Facebook này nó bị hạn chế. Còn tại sao tôi nói với các bạn, mấy cả thằng Tuấn Phúc, mấy cả em Quý, nhưng mà thường là tôi bảo rồi, tôi có nói gì đi chăng nữa thì em ấy cũng không làm. Tại vì anh em chúng nó biết được cả quá trình tôi làm như thế nào. Còn không làm theo, mình nói làm sao chúng nó theo được. Tại vì cái thời điểm mà ngày xưa cùng thời điểm này của cái năm ngoái ấy, các bạn sẽ thấy 12 giờ, 11 giờ tôi cầm cái bánh mì, cầm chai sở tinh tôi ra vườn tôi ngồi. Nắng như thế. Chúng nó ở nhà chúng nó bật điều hòa, nó đắp chăn. Tôi có mắng chúng nó suốt đi. Có phải ai làm đâu. Còn ví dụ như Ngọc Nhân bảo anh chỉ cho em cách nhiều tiền, cách làm giàu nhanh đi. Tôi bảo không có. Cái kể cả lừa đảo đi chăng nữa thì em cũng vào tủ. Thì nó gói gọn trong cái việc là cái gì nhanh mà thì nào nó không bền. Nhanh thì nó không bền. Nó thuộc là gọi là lý thuyết của kẻ ngốc hơn ấy. Giống như bây giờ các bạn làm một cái giống như kiểu cái máy ATM ấy, bạn dán vào máy kiểm tra độ ngu, đặt ở trước cửa cổng nhà bạn hoặc đặt ở ủy ban xã ấy. Mỗi lần là đút vào đấy 50.000, yêu cầu với khách ấy, máy kiểm tra độ ngu, mỗi lần khách bỏ vào 50.000. Thằng nào nó cứ ngồi đấy nó trần trần, nó không biết là có nên bỏ vào 50.000 không. Tại bỏ vào đấy mà phát là mất luôn thì nó là thằng ngu. Chứ làm gì có chuyện là cho vào thì nó đùn ra sách mới là đùn ra gì đâu. Ở trong cái cộng đồng yêu sách hôm qua hôm kia chúng nó đăng một cái ảnh, hay là nó đăng một cái ấy, tôi mua hàng, tôi đặt của cái shop này quyển là những cách lừa đảo trên mạng. Nó đặt cọc 200.000 rồi hay gửi 200.000 rồi, nhưng mà đến bây giờ tôi chưa nhận được sách. Tháng rồi, 2 tháng rồi. Đây, những cách gọi là lừa đảo trên mạng. Tôi đặt quyển sách là những cách lừa đảo trên mạng, nhưng mà gửi tiền 200.000 cho shop rồi, đến bây giờ mấy tháng rồi chưa nhận được sách. Máy kiểm tra độ ngu đây, lý thuyết kẻ ngốc hơn. Thì cái lý thuyết kẻ ngốc hơn này thì ta nói thì nó nói thế này cho dễ hiểu. Nếu mà không nói về cái vấn đề này, bây giờ ba cái gạch đầu dòng chính của cái này, chứ còn đi vòng thế thì nó hơi mất thời gian, vòng quá rồi. Tôi bảo rồi, nếu mà cái gì nó đến nhanh thì nó dễ đi. Nếu mà giải thích cho các bạn mà bảo là có một cái cách nào mà nhanh kiếm tiền ấy thì thường là không có. Đây là tôi nói về cái vấn đề để mà bền. Chứ còn lừa đảo trên mạng rồi những cách gọi là lý thuyết kẻ ngốc hơn, rồi nan đột biến, rồi trúng số hoặc là cờ bạc, tôi không nói vào đây. Tại hôm qua tôi mơ con 47 10 điểm nô đấy, nhưng tôi có đánh đâu. Lúc về tắm xong về đây còn gần 8 giờ, 7 giờ. Tôi kiểm tra kết quả thì tôi thấy nô nó về cả 47, 74. Xong rồi đề về 49. Tôi bảo mẹ dạo này mơ thiêng thế nhỉ. Con Thủy bảo anh có mách ai đánh không? Tao đăng trên Facebook thì chứ tao có mách ai đâu. Tại vì như thế là thi thoảng mình biết được là cái quá trình tu tập của mình nó có kết quả. Những giấc mơ nó bây giờ nó rất là màu nhiệm. Nhưng mà bảo mình đánh nô đánh đề để giàu ấy, thì cái tiền ấy tôi đã biết rồi. Nó giống như kiểu là nếu mà theo như cái việc mình phát triển lên như này thì tôi biết cái tiền cờ bạc rồi tiền mà không phải mất quá nhiều sức ấy. Còn mơ là nó mất sức đấy nhá, nhưng nó không mất nhiều sức thì tiền ấy nó đến. Nó cái gì dễ đến thì nó dễ đi. Nó nhiều cái hại lắm. Cờ bạc tôi có nói một trong một video rồi. Khi các bạn chơi cờ bạc nó có cái hại là như này, các bạn không tạo ra của cải vật chất, xong rồi được thua 1 triệu, 2 triệu hoặc mấy trăm, bây giờ 500, 1 triệu, 2 triệu chỉ trong vòng nửa tiếng. Lần sau ai đến gọi các bạn đi làm được 100, 200 nghìn một cuốc xe, hoặc là làm buổi sáng được 200 nghìn, các bạn không đi làm. Giờ này tao đánh một bài, tao lật một ná lên tao được 1, 2 triệu tao việc gì đi. Nhưng mà đấy là được, mất thì cho nên cái gì được thì nó dễ đi. Xong rồi nói chung là tôi cũng chưa thấy ai ông nào thống kê là những ông trúng xổ số xong thành tiền tỷ thì 2-3 năm sau người ta phóng viên hay là bản thân mình quay lại thì nó như thế nào. Nhưng ở trong cái câu chuyện mà ông lão đánh cá và con cá vàng ấy, cái kiểu hình như tôi nhớ như thế. Các bạn cứ thử mà xem. Ví dụ nhưng các bạn mà trúng xổ số, tự nhiên bản thân các bạn đang đi làm bật cất té đái được 5 triệu hay 7 triệu hay 10 triệu, tự nhiên trúng xổ số tỷ 2 tỷ, 3-4 năm sau quay lại bạn vẫn cứ còn mất cả cái việc đang lương 5 triệu 7 triệu ấy. Sau khoảng 2-3 năm cái tiền tỷ mà chúng nô chúng đề chúng bóng chúng xổ số ấy, mất
mà mất cả việc luôn. Hiện tại của các bạn đang làm ấy, hình như câu chuyện ấy là ông nao đánh cá và con cá vàng, các bạn đọc mà xem. Cứ tưởng đấy là chuyện cổ tích dành cho bọn trẻ con, nhưng thực tế nó là như thế. Tại vì muốn tự nhiên nó có một cái biến cố lớn nó xảy ra với mình, dù sướng hay khổ. Nếu mà sướng, tôi đã bảo rồi, ví dụ như kể cả mọi người cũng đấy, chỉ người ta chỉ có vượt khó để thành công thôi, làm béo ai có vượt sướng để thành công. Tự nhiên một cái núi tiền, một cái sướng nó cho các bạn vào, trong khi cái tâm thức của các bạn vẫn chỉ là một thằng ăn mày. Thì tự nhiên một ông tỷ phú nào ông bảo là mày cho mày vào trong cái nhà này, lâu đài này tao xây, chỉ cho chúng mày ở thôi. Nhưng bản thân các bạn vẫn là một thằng ăn mày. Cái tư tưởng của các bạn, cái suy nghĩ của các bạn vẫn chỉ là thằng ăn mày. Có ở cái nhà rát vàng đi chăng nữa thì nó vẫn thế. Nó tự nhiên tiền nó đến một phát là các bạn cũng lại phung phí đi thôi. Và 2-3 năm sau nó lại quay lại. Chưa có một thống kê nào là những ông trúng sổ số nó thế nọ thế kia, nhưng mà bản thân nó thế. Tại vì bản thân cái con người của chúng ta, cái nhận thức, cái suy nghĩ của chúng ta nó vẫn chỉ là một thằng ăn mày. Tự nhiên có một đống tiền đến thì 3-4 năm sau nó vẫn là thằng ăn mày thôi. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta tiền chúng ta tự tay chúng ta kiếm, kiếm bằng mồ hôi xương mắt mà xương máu, rồi ngày đêm chúng ta thức, chúng ta bỏ bao nhiêu công, nó khác so với cái tiền mà chúng ta bỏ ít công để có cái... Ngày hôm qua tôi cũng nghĩ thế này, ông chú tôi hôm qua là ông chú trong họ ngày xưa cũng ô tô, mà cái đợt tôi bị mất trộm ở cái ngoài vườn kìa, mẹ ông ấy gọi mình ra một loạt các cái đàn em với cả chân tay của ông ấy ngồi sinh nhật kín từ đây ra ngoài kia khoảng tầm 20-30 mét. Ông đứng lên phát phải 2-3 thằng thanh niên nó đứng lên theo. Lúc ấy kiếm tiền nó dễ, một đêm ông ghi nô hay là trúng bóng hay là kiểu làm bóng ấy, mẹ mình nghĩ là cũng phải một đêm cũng phải 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, thậm chí 100 triệu, 100 triệu một ngày kiếm tiền nó dễ. Xong vì một cái biến cố nào đấy thì lúc ấy ông kiếm tiền dễ thì ông tiêu tiền cũng dễ. Nó có giống như anh em mình làm việc chân tay đâu, làm việc phải từ khối óc các thứ đâu. Còn tôi nói thật ra là ông nào cũng bỏ công ra cả, kể cả thằng đi ăn trộm nó cũng phải bỏ công bỏ sức. Nhưng thường cái gì dễ đến thì nó dễ đi, và bản thân mình không giữ được. Như đấy là những cái nó phạm pháp, nó còn như thế nữa, còn bao nhiêu thứ cơ. Nhưng đại ý tôi chỉ quán triệt lại cái vấn đề mà để cho Ngọc Nhân, để Ngọc Nhân hay hỏi anh chỉ cho em cách nào, mà nhiều người cũng hỏi thế, chỉ cho cách nào nhanh kiếm tiền mới cả kiếm nhiều tiền mà nhanh. Thì tôi bảo không có cái chuyện ý, chỉ có lên mạng mà nghe mấy cái thằng nó bán khóa học nó bảo như thế thôi. Các bạn thì ngày càng nghèo đi, còn chỉ có thằng dạy khóa học thì nó giàu đi. Còn 10 khóa học thì chắc được một khóa học của một ông thầy nào đấy, ông ấy nói chung có tí kiến thức. Nhưng kể cả ông lên Thẩm Dương, ông ấy nói chung là nói cho các bạn nghe chỉ mất thời gian. Nghiệm được hay không thì nó còn tùy theo từng người, áp dụng thì nó khó. Còn chỉ tay như cái video này tôi chỉ tay cho các bạn, nhưng các bạn làm được hay không nó lại còn tùy. Tôi nói thật, tại vì tôi bảo cái thằng cu em Tuân này nó còn chạy. Tôi bảo là bây giờ tháng đầu tiên anh không hứa nhưng chắc chắn mày bán được hàng. Thu nhập tháng đầu hoặc tháng sau mày sẽ 10 triệu, 20 triệu. Sau đấy mày còn dắt cả vợ mày đi. Nhưng đến bây giờ nó vẫn chạy mất rồi, nó có lên gặp anh nó nữa đâu. Nó bảo là anh ơi em nói thật là em không có tiền. Bảo mày đi với anh rồi mày không dùng đến tiền. Chủ yếu mày có làm hay không? Nó bảo em làm nhà nước bây giờ đang bán cây bán kiếp thì ngại lắm. Ôi rồi ngại thế nào là sao được. Đây bây giờ cái thủy nó bán một cái gì mà nó không bán được, nó còn đang đi đang lại cơ. Đấy, vượt qua được cái rào cản đi đâu, vượt qua được cái phòng an toàn đi đâu. Em làm nhà nước như thế này, tự nhiên ở trên trang cá nhân của em lại đăng bài bán cây với cả các thứ, em ngại lắm. Rồi người ta cười thì sao? Thế thì làm sao mấy được. Đấy, từ những cái nhỏ như thế. Còn các bạn mà lì được như cái bọn mà bán bảo hiểm với cả các thứ linh tinh ấy thì nó mới, thì cái tố chất thì nói chung là cũng sẽ giàu thôi. Nhưng mà giàu vì cái chính kiến, giàu vì cái việc mà phục vụ cộng đồng, giúp ích cho người khác hay không, hay là giàu xong rồi mình cũng trở thành ví dụ như là kiểu bà Tân hay là một cái bạn nào đấy, bạn ấy làm những cái nội dung nhảm nhí xong rồi giàu, thì mai sau cả cuộc đời của người ta, cả cuộc đời của bà Tân về sau cũng chỉ là nhảm nhí thôi. Tôi trông như đẻo đẻo như này, nhưng cứ hôm nay các bạn xem như này, nhưng tháng sau tôi đưa ra mọi người một cái quan điểm mà các bạn còn phải xem. Ví dụ như tôi không dám nói đâu, nhưng mà bản thân tôi này, xem những cái nội dung như này nó có chiều sâu, chứ nó không theo cái kiểu là giống kiểu xem sách ấy. Một cái video rõ 2 tiếng, mình chỉ tua đến cái đoạn nào nó cởi trần trùng trục ra, xem khoảng 2 phút là thổi tạt hết. Xem những video của bà Tân đến cái đoạn buồn cười chưa, tua. Ôi mày quá hết, hoặc xem một lần là thôi không xem lại.
Nó bây giờ gạch đầu dòng ba thứ. Muốn kiếm tiền mà muốn kiếm nhiều tiền, nhất là cái thời đại này mấy năm này, tất cả anh em hoặc tất cả mọi người sẽ thấy nó đúng. Đầu tiên mà các cái yếu tố này nó có thể đảo với nhau. Đầu tiên là các bạn phải có nhiều người theo dõi. Mà còn nếu mà muốn thế nào mà nhiều người theo dõi thì tôi sẽ chia sẻ sau. Gạch đầu dòng thứ nhất, các bạn lấy giấy ra mà ghi. Có nhiều người theo dõi. Yếu tố thứ hai, ai là người theo dõi các bạn? Đấy là tệp khách hàng, tệp người theo dõi. Yếu tố thứ nhất là nhiều người theo dõi. Yếu tố thứ hai là ai là người theo dõi các bạn? Yếu tố thứ hai nó là tệp người theo dõi. Cái yếu tố thứ ba nó là cái sản phẩm bạn bán, bạn phải hiểu về nó, hiểu nó đủ để bán thì mọi thứ nó bền. Chỉ có ba yếu tố thôi, chỉ có ba yếu tố này thôi nhá. Đầu tiên là phải có nhiều người theo dõi, cái thứ hai là ai là người theo dõi các bạn, tệp người theo dõi, cái yếu tố thứ ba bạn phải có một sản phẩm đủ am hiểu, đủ tốt để bán. Hội tụ đủ ba yếu tố này, cho nên yếu tố thứ ba, ba yếu tố này có thể đảo cho nhau nhá. Ba yếu tố này đảo cho nhau. Ngày xưa tôi khởi nghiệp cách đây khoảng hơn 10 năm, tôi muốn có tính chính danh, tôi phải mở 10 cái vườn để tôi có sản phẩm trước. Tôi ở dưới này tôi trông như vậy thôi, tôi mở ở dưới này phải 10 cái vườn. Tôi không sợ bất kỳ ông nào ở trên Văn Giang cả. Nhưng ở đây nó còn lý do ngày xưa mà tại sao tôi dần dần tôi không trực tiếp làm việc chân tay nữa. Là tí nữa rồi tôi sẽ kể, nhưng mà hẹn một video sau. Tức là nếu mà tôi nói thì là yếu tố thứ nhất là lắm người theo dõi. Yếu tố thứ hai là người theo dõi các bạn là ai, tệp khách hàng theo dõi của bạn là ai. Yếu tố ở giữa này thì nó ở giữa cũng được. Yếu tố thứ ba là bạn phải có sản phẩm để bán. Nhưng mà muốn bán được sản phẩm các bạn phải am hiểu. Tôi đọc được một thông tin là ông mà đóng vai tể tướng Lưu Hù ấy. Đấy là tôi lại nói đến yếu tố thứ ba trước. Yếu tố thứ ba này có thể đảo lên đầu. Nó là cái quá trình tôi khởi nghiệp. Tôi có sản phẩm trước, sản phẩm đủ tốt trước, xong rồi tôi mới xây dựng một pancake. Đợt đi tôi cũng chưa, tôi hình như nó cũng chưa có Facebook luôn. Sau đấy một cái chuyến nó gọi là cái chi rốt mọc tàu, à cái chi rốt hoa hồng về, tôi bắt đầu chạy quảng cáo thì mới xây dựng cái trang pancake góp, à cái cửa hàng AI Việt, xong bị hack mất. Tôi chạy mỗi ngày mở mắt ra nó mất 5 triệu, 10 triệu. Đúng một tháng Tết tôi mất 300-400 triệu mà. 300-400 triệu tiền chạy quảng cáo mới được một cái pancake 35.000 này. Tôi muốn nóng ruột tôi đẩy cái pancake nó lên. Nhưng để mà hiệu quả không bằng cái góp nhặt cát đá này. Thì nó lại quay ra cái yếu tố thứ hai, ai là người theo dõi các bạn. Các bạn chạy quảng cáo thu hút người ta theo dõi các bạn, nhưng không thể đẩy nó thành khách hàng mục tiêu được. Đấy, nó ba yếu tố nó gắn chặt chẽ với nhau. Thì các bạn áp dụng vào chuyện thằng Tuyên, hoặc các bạn chạy quảng cáo, hoặc tại sao thằng Huấn Hoa Hồng, thằng Tiến Bỉ, 5 người theo dõi như thế nhưng không thể mang lại thu nhập. Tôi thật, thu nhập của nó là cái nguồn khác. Và nó vẫn còn nhận người nọ người kia để đánh hộ tài kèo tài xỉu với thế nọ thế kia này. Tức là lắm người theo dõi như thế thôi, nhưng nó nguồn của nó không phải ở cái pan kết đi đâu. Nó làm việc chui đen chui điếc gì tôi không biết. Nhưng ví dụ như các bạn muốn để, một là bền, hai là các bạn muốn bán được sản phẩm. Còn nhiều người ví dụ như là biết các thứ ấy, nó không có sản phẩm để bán, nó không có sản phẩm trực tiếp nó bán. Mà hôm nay ông nào bảo nó đăng cái sản phẩm này thì nó đăng, thì tôi sẽ nói rõ cái vấn đề. Còn đây là tôi tối ưu hóa cái nguồn lực cho các bạn. Các bạn có nhiều người theo dõi nhưng phải là ai theo dõi các bạn, hướng đến là ai. Chứ bao giờ cũng thế, 100 fan ghét, ví dụ như của tôi chẳng hạn, nhiều người theo dõi nhưng có thể là tôi một ngày tôi xem cái phần thống kê ấy, tức là tiếp cận 4.000 người chẳng hạn. Không phải tiếp cận đâu, của tôi mỗi ngày tiếp cận khoảng 45.000 người đấy. Mà vừa rồi cái trang góp nhặt cát đá này nó mới mở. Một ngày hình như là tiếp cận đến 100 bao nhiêu nghìn người ấy. Thì tôi bảo nếu mà tiếp cận 150.000 người này, tôi chỉ lấy ví dụ như là 1% hay 1/1000, xong rồi cái phần là người tương tác ấy, mỗi ngày cái trang này hiện tại bây giờ nó đang là 4.000, hơn 4.000 hay 5.000 lượt tương tác cái bài viết, thì tôi chỉ lấy là 1.000 ông xem bài viết. Tôi chỉ tính một con gà chui vào rọ thôi, là một ngày tôi đã tiếp 5 người rồi, có khả năng mấy rồi, một mà một 5 người này dẫn đến một khách hàng là nó đã khác rồi. Còn chưa tính những cái khách cũ như còn ối rồi ôi còn chi kìa. Tự nhiên nó hỏi là anh ơi dạo này khỏe không, 2 năm Covid em chả làm ăn gì, em chả liên hệ gì, tao sắp đi tu rồi. Mà sao, có việc gì ấy, chán đời à? Bảo thế mày bảo các ông sư ở trên chùa toàn chán đời mới thất tình à?
cứ nghe thấy người ta đi tu là bảo chán đời, thất tình. Ôi em xin lỗi. Ôi mẹ tao mà bây giờ tao niệm Phật cho mày ỉa chảy cả năm bây giờ chứ gì. Đấy, tức là đại ý. Lâu lắm rồi không gặp thì cứ từ từ. Còn nói chung là khi tôi nói như này, ông nào mà phản biện được theo ý đúng, nói thật ra là tôi cũng biết ơn. Tại vì chỉ ra được cái sai của mình. Còn trong cuộc sống thì các bạn phải hình dung như thế. Các bạn cứ đọc bình luận các bạn biết. Tất cả những video của tôi hoặc của những người kể cả đóng góp đi đâu, Bác Hồ bây giờ tốt như thế rồi, cái bọn phản động hay bọn choi choi nó biết cái mẹ gì đâu, nó còn đặt nhiều câu hỏi, nó còn phản động, nó còn chống phá, nó còn thế nọ thế kia, nó cứ như kiểu bọn ấy thì các bạn cứ hình dung mà xem, chả có ông một ông vĩ nhân nào mà 10 người khen. Nó khen đi chăng nữa là nó bị ép buộc hay là nó không ấy, nó không thật lòng. Chứ còn bây giờ tôi nói tôi này ấy như này, tại vì tôi cũng không để ý chúng nó làm gì. Để ý bây giờ nói thật, ngày xưa mình còn chửi, mình còn chặn. Nhưng bây giờ mình nói thật ra là mình có thiết tha gì đâu. Chả muốn chặn chiếc gì luôn, kệ cho chúng nó thích làm gì thì làm. Thế tôi bảo nếu mà cái ông thầy ông bảo ấy, nếu các bạn mua được mảnh đất nào nó nắm ma mà bật kinh Phật kinh phiếc ở góc nhà, góc nhiếc là tự nhiên. Ví dụ như bây giờ này, tôi mà cứ nói cái vấn đề này này, thì những ông nào mà cảnh sát giao thông hoặc là ông nào ông ấy chuyên về nhậu những cái thứ này, là ông nhìn thấy mình là ông đã chán rồi. Xem 2-3 cái video biết là thằng này nó chả cảm tình với những thằng nhậu, mới là những thằng cờ bạc, mới là những thằng cảnh sát giao thông hoặc đấy kiểu thằng cảnh sát giao thông. Còn những ông nào tốt bụng hoặc tốt tính hoặc là đi theo ngạch cảnh sát giao thông nhưng mà có tí kinh Phật mới niệm Phật thì là tôi vẫn gọi anh bình thường, nhưng mà thường ít lắm. Nhưng bọn ấy nó này hay đi chùa nhá, chính những bọn ấy nó hay đi chùa cực. Tôi nói thật, mình đây ít đi chùa tại vì mình lương tâm mình nó không bị. Những cái bọn ấy mẹ nó ăn tiền của dân, nhưng mà nó đi chùa rất nhiều, trong tâm hướng Phật, mà cứ ra ngoài đường là quên mẹ Phật là ai luôn. Đấy kiểu vậy. Chứ còn cái Phật ở trong ta hoặc là cái niềm tin của chúng ta lúc nào cũng phải ấy. Thế cho nên các bà mới hay gọi là cái câu niệm Phật. Niệm tức là nhớ. Mẹ nó đi chùa thì nó cứ thắp này chuối, xong rồi nó cầu xin nọ lên chức lên quan thế nọ thế kia. Xong rồi bây giờ như kiểu là mình đấy, hôm trước mình có nói rồi, Tết mấy năm này tôi có bao giờ tôi chúc Tết đã bất kỳ ai rồi, chả chúc Tết à. Tại vì khi chúng ta chúc là chúng ta là chúc cái quả. Mẹ Ngọc Nhân bây giờ không hỏi anh là anh ơi bảo em cách thế nào để gia tăng cái đạo đức, hoặc là bảo em làm thế nào, làm cái việc gì cho đúng chính pháp, hoặc là làm thế nào mà lương em làm một ngày khoảng 20 tiếng hoặc 24 tiếng một ngày, 22 tiếng một ngày, mà thu nhập em bây giờ hiện tại bây giờ em chỉ có nhu cầu là thế thôi, thì tức chắc chắn là em sẽ giàu. Nhưng mà hay hỏi cái chuyện quả, làm thế nào để nắm tiền. Nhưng mà em có chịu được là một ngày có những ngày em phải làm việc 20 tiếng một ngày phải 18 tiếng một ngày, chả có thời gian ăn, bây giờ anh còn chưa ăn. Có chịu được không? Có những ngày như thằng Việt Anh nó biết, 11, 12 giờ, nhiệt độ 40 độ C. Mẹ mình cứ một là mặc áo rồi, cởi trần, đi chân đất, ra ngoài vườn, quay chủ. Ô mẹ đến khi Việt Anh hỏi là mình còn đéo dám khuyên các bạn ấy luôn, các bạn có chịu được đâu. Liên tục như vậy. Nhưng mà đôi khi là cái thời điểm ấy nó nhiều người xem, nên mình lại có động lực. Bây giờ đi quay thì nói chung là mảnh đất cũng nắm thầy nhiều ma, nắm người nhiều ma, cho nên là xem nhiều nhưng kết quả nó chưa đi đâu. Còn bọn cái thủy thì nó quay. Tại vì nó không biết làm thế nào để tiếp tục cho nó phát triển được lên. Hôm nay thì nó lại bảo là em bây giờ không thích kiếm nhiều tiền. Mình bảo có cái cứ có mày bây giờ có nghĩ nữa thì cũng đéo kiếm được tiền nhiều tiền nữa, thì mày mới bảo là thôi lại quay đến là không cần nhiều tiền. Mẹ trước đấy, ui rồi, hai vợ chồng mình chỉ cần 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm sau, hai vợ chồng mình sẽ khá nhất cái thế hệ 80, 8 mấy, 9 mấy. Thế hệ trẻ, chúng ta phải giàu nhất cái làng, phải khá nhất cái làng. Tôi cũng cảm ơn cái giai đoạn vừa rồi, Facebook nó hạn chế, cho nên cái gì cái nên voi xuống chó thì mình mới cảm nhận được. Có lúc phát chỉ 10 người xem, 5 người xem thì nó mới biết tôn trọng, quý trọng. Chứ tự nhiên mà nó cứ duy trì như từ năm ngoái ấy. Ôi, đợt đi sướng 200 triệu, 300 triệu một tháng, xong rồi bị Covid nữa. Chứ còn bây giờ tôi nói cái vấn đề tôi xoáy sâu vào 3 thứ mà lúc nãy tôi nói, 3 cái gạch đầu dòng. Thứ nhất là nắm người theo dõi. Các bạn phải làm thế nào để nắm người theo dõi. Cái thứ hai là ai là người theo dõi các bạn.
tệp người theo dõi. Cái thứ ba là bạn phải có sản phẩm tốt để bán, bạn phải am hiểu nó. Ông tể tướng New Gu ấy, ông đóng vai tể tướng New Gu ấy, ông ấy không nhận quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào. Tôi nhớ mãi ông ấy, ông đưa lên báo tôi đọc, không không biết đọc đúng hay không. Ông ấy bảo là tôi không muốn cái người hâm mộ tôi biết tôi qua vai tể tướng New Gu, lẫn lộn giữa tôi ở trong phim, cái nhân vật tể tướng New Gu và cái ông bán thuốc giảm đau hoặc nhà tôi ba đời với cả chữa ung thư mới thế nọ thế kia. Ở lúc mình có mấy người như thế đâu. Hết diễn viên nọ ca sĩ kia, toàn quảng cáo thuốc lọ thuốc kia, hết rụng tóc ung thư rồi viêm tử cung rồi thế nọ thế kia. Những cái người tiêu dùng ấy như bà, như mẹ tôi, lẫn lộn giữa ca sĩ Khánh Ni, ca sĩ nọ, ca sĩ kia, diễn viên này đóng vai hài. Ơi cơ, táo y tế kia kìa, nó bán thuốc này thì uy tín lắm, nó mua về có hết được cứ. Tại vì cái bọn ấy nó có trải qua được cái thuốc ấy đâu, bọn nó không có lương tâm. Chỉ biết là mày đóng cái vai này, đóng cái vai con bé bị ung thư này, xong rồi cầm cái tờ giấy Vân Dung bị đấy, đóng cái vai là bạn mày nhận là mày bị ung thư tử cung với cả hiếm muộn với thế nọ thế kia đi, hoặc sida giai đoạn cuối đấy, xong rồi uống cái thuốc này khỏi đấy, chỉ cần đóng thế thôi, nó cũng là diễn vai diễn thôi mà. Dễ tính, diễn thế nào cái người ta đến người cao eo đấy ở trên mạng đấy, tức là người có sức ảnh hưởng. Nhưng mà ông New Gu này ông không thế. Ông bảo tôi không đóng vai quảng cáo, tôi không đóng quảng cáo, tôi chưa đóng quảng cáo một cái nào. Tôi không muốn cái người ta biết tôi qua cái vai diễn tể tướng New Gu bị nhầm với cái quảng cáo này. Ông không đóng, nghèo ông cũng không đóng. Mẹ mình thì mẹ cứ có gọi đi đóng thuốc ung thư, thuốc lọ thuốc kia, là nhà tôi ba đời là đi đóng luôn. Thì tôi nhận tiền thôi, còn kệ thằng nào chết thì thằng ấy chết. Thằng nào mua thuốc của tin cái quảng cáo ấy mua thuốc mà không đỡ thì kệ mẹ mày. Bố cứ nhận 10 triệu, 20 triệu thì thôi. Nó cũng là đóng quảng cáo thôi, nó bị lẫn nộ. Đấy, nó không có lương tâm. Thế tôi mới bảo là nếu mà các bạn muốn bán sản phẩm thì cái yếu tố thứ ba là các bạn phải hiểu về sản phẩm ấy. Bạn đã dùng, mà tôi nhắc đi nhắc lại đến lần này lần thứ ba rồi. Các bạn muốn bán cái gì? Đấy là quá trình mà giàu, nhiều tiền, nhưng phải lâu. Tức là nó bền nhưng bị cái nó mất thời gian, nhưng nó sẽ bền. Nó bền từ cái ví dụ như bây giờ tôi không quay cái gì, nhưng tự nhiên con Chi nó gọi điện, anh ơi có lịu ở lịu, cứ từ từ mà hỏi cái thủy ấy. Tức là người ta quay lại, còn ít người lắm. Nói thật ra là kể cả nó bán ấy các thứ linh tinh, gọi là người ta không thể tìm được cái nơi khác. Tôi lại kể câu chuyện là kể cả các bạn mua mộc của tôi, khi tôi quay tôi vẫn bảo với mọi người là ở ngoài kia, ở trên Facebook, ở trên Pangate nọ, các bạn kia, người ta thường là người ta sẽ có một cái hội, các bạn muốn mua mộc hương, gọi kênh tôi là kênh tham khảo thôi. Các bạn muốn mua mộc hương thì đánh lên trên Facebook mộc hương, nó sẽ ra hội mộc hương, những người bán mộc hương, bạn so sánh giá. Rồi cái thứ hai nữa, đôi khi là các bạn nếu mà theo cái lý thuyết kẻ ngốc hơn ấy, thì đôi khi các bạn mua là các bạn sẽ bị nửa nếu các bạn ham rẻ. Tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề này, nhưng mà nói nhiều sợ nó loãng cái đề tài. Tôi chỉ nhấn mạnh như này, nếu các bạn muốn bền, muốn lâu và cuối cùng nó vẫn mang lại hiệu quả cho các bạn, ví dụ như tôi bảo như này này, không có một cách nào làm giàu nhanh cả, kiếm nhiều tiền nhanh cả, thì sợ các bạn tự ái. Nhưng mà tôi phải nói thật là không có. Nhưng mà có cách mà kiếm nhiều tiền nhanh mà nhạt. Chỉ có mỗi một cách thôi, là hiện tại bạn kiếm tiền nhanh, kiếm tiền dễ, là chẳng qua là rất nhiều thời gian về trước các bạn đã cực khổ rồi và kiếm tiền ít. Đến bây giờ cái quả nó trổ ra là các bạn kiếm rất nhiều tiền mà nó nhạt. Nhưng bạn phải duy trì cái thái độ của các bạn y như khi các bạn khởi nghiệp, hoặc còn phải nâng cấp lên hơn cái thời khởi nghiệp. Chứ không có cái gì gọi là vừa nhanh vừa nhàn được đâu. Có thì là đấy các bạn đang nhìn ở hiện tại. Thường là chúng nó bảo ôi Tuân dạo này giàu thế, với Tuân nhà to thế. Nhiều ông ở trên mạng ông còn bảo là nhiều ông ở trên trang này bán mấy cái cây vớ vẩn mà giàu thế. Thực ra các bạn không biết đâu. Mẹ đến bây giờ như sáng nay tôi tra cho các bạn ấy, ở trong kia người ta bán cái mẹ mít này có 2.000, 3.000 hay mấy nghìn đấy. Sáng nay tôi đăng rồi, ra ngoài này vẫn 25.000.
chưa nói vấn đề là mít ngon hay không ngon, nhưng mà đại ý là thông tin nó như thế. Còn có thể là mít trong kia 2.000, 3.000 nó là mít đẻo. Cái loại mít xịn, mít mà các bạn mua 25.000 ở đây này, nó phải là mít 8.000 hay là 7.000. Nhưng các bạn phải hiểu, tôi chỉ nhấn mạnh như thế này này, là hiện tại bây giờ nông nghiệp nó kiếm ác đấy. Nhưng chẳng qua các bạn không, ngày xưa có cái bạn mẹ thì bạn đăng ở trên TikTok, bạn bảo thương người nông dân ấy. Tôi bảo người nông dân ở đây cũng là nông dân thật, nhưng ở đây người ta làm cây cảnh này không có ai để bạn phải thương. Tại vì người ta giàu hơn cả bạn cơ. Bạn trông vậy thôi mà mẹ lương 10 triệu thật, sướng thật, nghĩ là cao. Người nông dân chỉ có 2 triệu với 3 triệu thôi à. Mẹ còn đéo cái ông mà bình luận như thế, còn thua cả ông cộng, thu nhập còn thua ông cộng. Tôi nói thật, nhưng mà nó vất vả, công nhận là vất vả. Nhưng mà thu nhập các bạn không bằng nông dân đâu. Đấy là nông dân, những cái người anh em tôi biết làm về cây cảnh. Chứ còn có những người nông dân mà ở trong Nam ấy, ví dụ như là người ta, nhưng mà đấy là cũng qua cái thời kiểu nó kiểu như cái thời điểm mít nó bão hòa hoặc là mít nó ấy thôi. Nhưng còn cái thời điểm kinh điển ở đây nhá, cái vườn cam đường canh ở trong này này, thằng con thằng mấy thằng nó bảo: "Ôi đừng có khinh mấy ông trồng cam đường canh, một cái 6 xào mà nhà tôi cho thuê ông ấy thu năm vừa rồi tỷ bạc, cam 25 mấy 30 nghìn mấy 35 nghìn một cân cam, lên 50 nghìn một cân cam đường canh ấy, một cây nó sai chút chỉ." Còn tôi nói như thế này nhá, một cây mọc năm ngoái ông anh tôi mua 200.000, trồng sau một năm cây rẻ nhất bán là 3 triệu, có những cây 12 triệu, vừa năm ngoái 200.000. Chủ yếu các bạn có bắt được không, và có đúng thời điểm là mà cái về nông nghiệp này nó lại không theo cái kiểu mà những cây mộc hương mà tôi nói mà tôi quay ấy, thì là tôi đã trải qua rồi hoặc tôi đã ấy rồi. Chứ tôi ví dụ tôi, các bạn có thấy chưa hình như là tôi chưa bán mấy cái cây trà bạch này, nó vào đúng cái kiểu nó là lý thuyết kẻ ngốc hơn ấy. Nói chung là nó cũng đọng chạm những cái ví dụ sản phẩm mà tôi bán mà nó sốt ấy. Mặc dù nó có tính bền vững hơn so với bạch hải đường hay thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra bạch hải đường nó đúng là lý thuyết kẻ ngốc hơn ấy. Bạn mua một sản phẩm nào, đôi khi không cần biết giá trị của nó như thế nào, chỉ cần biết là sẽ bán được sản phẩm ý cao giá hơn cái giá bạn mua. Đấy là lý thuyết kẻ ngốc hơn. Nên thế mới bảo trong cuộc thi hoa hậu, nếu mà phải chọn cái cô nào mà trúng vương miện hoa hậu mà để ví dụ như là bây giờ có 10 đứa xinh hở vú ở VD xong mặc áo 8D, bảo mày mà chọn đúng cái con bé mà được vương miện hoa hậu thì mày sẽ được 1 tỷ chẳng hạn, thì có hai hướng. Một là bạn sẽ chọn theo cái đứa nào mà bạn cảm thấy xinh nhất trong mắt bạn, xinh nhất. Cái hướng thứ hai là bạn sẽ phải nhìn theo là cái bọn giám khảo kia nó chọn con nào nó làm hoa hậu. Nhưng thường là sẽ hướng thứ hai, các bạn sẽ chọn theo cái kiểu mà cảm nhận của các bạn để dò thêm cái thằng giám khảo nó chọn con nào là hoa hậu. Đấy, lý thuyết kẻ ngốc hơn. Các bạn mua chứng khoán đôi khi các bạn chả hiểu mẹ, nhưng bạn hy vọng mua đất cũng vậy, bạn hy vọng nó sẽ bán được sản phẩm này cho cái thằng ngốc hơn. Đấy, nó lý thuyết kẻ ngốc hơn đấy. Xong đến một giai đoạn nào đấy, cái thằng kia nó cứ mua, nó chả biết giá trị nó thế nào, cái giá trị thực ra sao, nó cứ mua xong hy vọng là bán cho một thằng nó ngốc hơn, nó sợ. Còn mộc hương thì đây tôi chia sẻ rồi, nó cũng khá bền. Tôi nghĩ là nó cũng khá bền. Ở thời điểm ông anh tôi mua năm ngoái có 200.000, trồng sau một năm bán cây bị thấp nhất chắc là 3 triệu. Đấy, mặt bằng chung thôi, trong đấy có vài ba cây còi thì có thể bán 1,5 triệu, 2 triệu. Nhưng cái thời điểm năm ngoái có 200.000, đấy là chuyện thật. Có những cây 10 mấy triệu, 15 triệu, 17 triệu, mà năm ngoái có 200.000. Nó đúng là cái giai đoạn nó phát lên. Còn làm sao mà làm được như thế, các bạn phải có kinh nghiệm. Như cái thằng cha bỏ mẹ gì mà ái ái nhỉ. Chúng ta muốn ấy thì phải có kinh nghiệm, có trải nghiệm, có gì đấy. Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Khi mà bán mà chúng ta trải qua 3-4 cái đợt sóng thì tự lần sau các bạn chỉ cần nhìn thấy ở ngoài biển cách chúng ta cả cây số, các bạn thấy sóng nó ấy nhỉ, chuẩn bị có bão rồi đấy, chuẩn bị có con sóng lớn rồi, là chúng ta chạy. Chứ còn khi chúng ta cũng là dân ở biển, nhưng mà bọn trẻ con nó cứ nhìn thấy mấy đợt sóng là nó không biết được, không biết là sắp có bão hay không. Nhưng ở trong giới tôi bảo rồi, cứ 3-5 năm, hoặc là tôi đã biết mấy con sóng rồi, từ đợt sóng của hoa hồng cổ cơ, thì các bạn phải biết. Ví dụ như thằng Việt Anh nó nghe là nó hiểu cái vấn đề này, nhưng làm sao để có cái khả năng mà đánh hơi được cơ hội, và cái thứ hai là dám to gan bỏ vốn ra, tức là can đảm một tí, và khả năng nhạy bén trong tình hình, thì cái cơ hội là tỷ phú có mấy đâu mà nó chắc. Nói chung là chắc.
Tại vì cái lúc mà các bạn chỉ cần đánh hơi thì nó chỉ tăng tí tí thôi. Nhưng mà lúc ấy thì cũng nó rất là mơ hồ. Đợi mọi thứ nó rõ ràng thì bạn không dễ kiếm tiền. Mà thằng khác nó kiếm hết rồi. Cho nên các bạn hay chửi bọn lan đột biến, nhưng trong cái cơn sốt của lan đột biến nha, theo cái lý thuyết kẻ ngốc hơn, đầy thằng nó mua ô tô, nó mua biệt thự, mua siêu xe, chỉ có thằng ngốc hơn. Nên nó lại liên quan đến cái vấn đề này, mà tôi xin phép tôi không nhấn mạnh vào ba cái kia tí nữa. Tôi sẽ nhấn mạnh vào ba cái ý mà tôi bảo làm sao để có nhiều người theo dõi này. Cái thứ hai là phải quy tụ những cái người theo dõi nó như thế nào, từ ai theo dõi các bạn. Cái thứ ba là các bạn phải có sản phẩm đủ tốt để các bạn quảng cáo, các bạn bán, thì nó sẽ gắn liền với ba cái này, nó thành mắt xích. Chứ còn như bọn Bit nó chỉ đưa thông tin thôi, còn sau đấy nó kiếm tiền bằng cách nào thì nó như kiểu là affiliate marketing ấy, tiếp thị liên kết ấy. Đấy, nếu mà nó tốt nữa thì là nó phải có một sản phẩm nào đấy nó bán kèm theo dọc theo cái chiều dài của nó. Chứ còn nhiều khi ông Hoàng Nguyên Vũ ông nắm người theo dõi nhưng mà ông ấy chả hiểu mẹ gì sản phẩm, nhưng cứ thế ông bê lên ông bán. Về sau là tôi bảo mẹ có hiểu mẹ gì hồng cổ mấy cả trà cổ mấy cả mộc hương đâu. Mấy cái thứ hai là vì là ông không am hiểu, cho nên cái giá bán với giá nhập của ông ấy là nó cao. Các bạn phải hình dung là các bạn phải có trách nhiệm cho cái khách hàng của các bạn. Người ta tin tưởng các bạn để người ta mua thì mình phải đảm bảo đầu tiên là chất lượng, cái thứ hai là về giá nữa. Cho nên khi Hoàng Nguyên Vũ thì toàn quen với bọn tiền tỷ ấy thì nó cũng cháy đâu mà. Nó khách hàng của nó thì nó toàn bán, nó nhập vào giá đắt cũng được nhưng nó bán được cái giá đắt hơn, nó vẫn có lãi. Còn đôi khi làm sao mà có chuyên môn như tôi để mua cây mộc nó giá rẻ được. Cái thứ hai là các bạn cứ hình dung mà xem, đây là tôi nói cái mà đấy, tức là những cái người nhiều người người ta theo dõi ấy, cái người có lắm người theo dõi nhưng người ta không đi đúng cái chính pháp, người ta cũng chả lo các bạn là khách hàng tin tưởng thì mới tin tưởng. Ví dụ như các bạn mua cái sản phẩm ý, nhiều ông mua sản phẩm cây nọ cây kia vì tin tôi đấy thì các ông mới mua, nhưng tôi lại chả biết gì về mộc thì nó rất là khó, mà dần dần cái trang của tôi nó mất chất lượng. Đấy cho nên là Hoàng Nguyên Vũ nó chỉ bán được một lần hoa hồng xong rồi nó có ra đăng đấy đâu. Kiểu như tôi bảo tôi nhìn tôi cười. Bán cho những ông mà ông vào đọc tin tức thì đến khi ông Hoàng Nguyên Vũ ông ấy bán mộc, mới bán trà này đéo ai nó xem. Khi các bạn làm một cái nội dung gì đấy, ví dụ như cái trang ấy nó chuyên về cái mục nào đấy, chuyên về một cái nền tảng nào đấy, ví dụ như là chuyên về nông nghiệp, thì khi các bạn bán những cái hàng về nông nghiệp nó sẽ dễ. Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ tôi đang làm nông nghiệp này, tự nhiên tôi quảng cáo là em tôi nó bán bao cao su có gai đấy, các ông mua đi thì rất ít những ông tin tưởng mình để mua bao cao su. Bảo mẹ thằng này từ trước đến nay nó toàn nói nông nghiệp, bây giờ tự nhiên nó lại thêm phần sách xiếc này bao cao su về thế nọ thế kia. Đấy cho nên là tôi ví dụ nếu mà bây giờ tôi có quảng cáo cái gì thì nó ít nhiều nó phải dính đến nông nghiệp, còn muốn mà quảng cáo một cái khác thì phải tách dần. Hoặc là cũng có thể là mấy ngày, 2-3 ngày, giai đoạn đầu là 2-3 ngày tôi phải liên tục tôi hướng về cái vấn đề ý để tôi hướng cho các ông là tôi cũng hiểu về sản phẩm. Còn tôi vẫn bảo rồi, các bạn muốn bán được hàng, kể cả các bạn không có người theo dõi, vẫn muốn bán được hàng, thì chả có ai mà ngay từ đầu đã có người theo dõi cả. Các bạn phải có sản phẩm ý, các bạn dùng thử nó có tốt hay không. Và so với các mặt hàng nó cùng cái mức giá như thế. Tức là đầu tiên là nếu mà các bạn bán cho những cái người mà biết bạn quen bạn, đầu tiên là các bạn phải biết là giá nó như thế là hợp lý so với các mặt hàng khác. Ví dụ như con Novo của tôi với con Lít ấy, thì các bạn phải trải nghiệm cả Novo cả Lít. Các bạn thấy Novo tốt hơn thì so với con Lít này thì giá nó như thế này, nó tiết kiệm xăng, nó nhiều ưu điểm như thế nào. Nó khuyên người ta mua Novo thì người ta mới tin. Tức là các bạn phải qua cái quá trình trải nghiệm. Giống như cái gì tôi nói này. Nếu tôi nói thật ra là tôi đang thất nghiệp bỏ mẹ, tôi làm gì có kinh nghiệm để tôi nói những cái này. Thực ra đôi khi nói phép thì cũng được, nhưng người ta không tin. Thế nên cho nên ông thầy ở trên mạng ông bảo phải trải qua quá trình như này thì lời nói nó sẽ thuyết phục. Văn tư tu. Văn tức là đọc. Đôi khi ở trên mạng các bạn sẽ thấy là ví dụ như ông Lê Thẩm Dương ông đọc quyển sách này một tí, đọc quyển sách kia một tí, tối ông nên ông ấy mặc com lê caravat cứ như là ở trong đầu ông ấy trải qua. Ông trải qua mẹ đâu, ông đọc sách ấy. Vừa đọc sách nọ vừa đọc sách kia, gộp vào nói năng liên thiên, nhưng không có quá trình tu, không có quá trình tư duy. Đọc đến nơi thấy bảo thằng kia nó đang nói Hoàng Nguyên ông Đặng Lê Nguyên Vũ là từ trước đến nay làm đéo có ai hỏi cái câu tiền nhiều để làm gì, người ta toàn hỏi là làm gì để nhiều tiền. Ông ấy cũng bề nguyện thế hay cũng nền giả cũng nói ý vậy. Để phân tích sâu thì không nói được. Và cái thứ hai là văn, tức là những gì các bạn đọc được, những gì các bạn xem được. Tư, tức là tư duy, nó áp dụng cho bản thân các bạn. Tu, tức
là ứng dụng vào cuộc sống của mình. Tu nó là sửa, tu nó là sửa, áp dụng vào mình. Tôi nói những cái vấn đề từ từ đầu đến bây giờ toàn trải qua hết rồi. Vấn đề nói tôi nó chân thật. Khi ông nào hỏi mà phát bắt bẻ phát, và thằng này nói phét. Nó bảo thế tao nói phét cái gì? Tao đố mày cãi với tao được khi mà mày nói tao nói phét đây. Chỉ cần nó bảo là tao thấy mày nói phét ở điểm này, tôi thật tôi bẻ cho nó không thể nói được luôn. Khi mà mình trải qua được cái văn, đọc, xong rồi tư duy, tu sâu luôn ấy. Tu nó là sửa thôi, chứ đừng nghĩ là các ông toàn cạo đầu mới là tu. Tu sửa, tu là sửa. Tôi sửa đủ sâu, người ta mới có chất liệu để người ta nói. Còn đôi khi là người ta nên kể câu chuyện thì đúng, người ta cũng góp nhặt từ chỗ nọ chỗ kia. Giống như cái tí nữa tôi sẽ nói là tại sao khi tôi qua cái quá trình văn tư tu này một phát là tôi phân tích sâu luôn. Mà ai mà bắt bẻ mình không bắt bẻ được không? Ừ, nó bắt bẻ rồi đấy, nhưng mà sau khi mình đối chứng một phát là nó không cảm giác không còn hỏng nữa. Chẳng qua là tôi chưa nói hết cho nên nó cứ chưa gì nó nhanh nhẩu, nó nói kiểu ngựa non áo đá. Nó có hiểu gì đâu, hiểu sâu đâu. Còn hôm nay lại có cái trang mẹ gì nó nói cái vấn đề mà của ông Anh Tanh, ông ấy nói mà vừa rồi bán được 140 triệu. Ông ơi, Anh Tanh ông bảo là các bạn cái kiểu giống như kiểu cái câu hỏi thắc mắc của Ngọc Nhân ấy, làm sao để nhiều tiền mới làm sao có tiền. Ông bảo chỉ cần có ý chí tự khắc sẽ tìm ra con đường. Nhưng thực tế nhá, cái ý chí là không đủ đâu. Ông Anh Tanh ông ấy bảo đấy. Xong về sau là bây giờ bán là được 140 triệu tiền Việt hay sao ấy, hay là tỷ tư ấy. Các bạn đọc vào xem hôm nay nó nói về cái vấn đề là mười mấy chữ của ông Anh Tanh được mua 30 mấy tỷ đấy. Ông Anh Tanh ấy, ông ấy nói câu này. Xong rồi tôi mới nghĩ Ngọc Nhân cũng đúng lúc ấy hỏi á. Hỏi câu là làm gì để nhiều tiền anh ơi. Thế mình mới bảo là, tức là hỏi từ cái kia tôi lật ra tôi đọc bình luận ấy. Thế là đúng lúc tôi đang đọc cái vấn đề của anh Tanh để ra bao nhiêu chữ mà Việt ông nào là mua 140 triệu hay là tỷ tư cái mấy cái dòng của ông Anh Tanh ông viết ấy. Ông Anh Tanh ông bảo chỉ cần có ý chí tự khắc sẽ có con đường, tự khắc sẽ tìm ra con đường. Đại ý nó là như vậy. Nhưng thực tế nhá, ý chí thôi không đủ. Bạn phải có trí tuệ. Bạn phải có đạo đức, ba thứ ý nó mới đủ. Chỉ cần có trí tuệ, đạo đức, nghị lực, lúc ý sẽ có con đường. Ở trên đây nó cũng ở trên cái trang này nó có cái ảnh bìa đây. Nơi nào có ý chí nơi có con đường đây. Nhưng mà các bạn có ý chí nhưng các bạn ngu thì tìm làm sao được con đường. Ở trên cái trang này ở cái trang góp nhặt cát đá này, thế mà tôi không biết là cũng trùng ý với cả ông Albert Anh Tanh đấy. Thế mà chả có thằng nào mua cái ảnh đại diện ở trên cái trang cả. Ở trên ảnh đại diện mà có cái người lái đò ấy. Ở cái trang góp nhặt cát đá của tôi này, tôi hai cái nữa tôi làm ảnh bìa đấy. Cái thứ nhất là cái gì đấy? Cái thứ hai là có một thằng nó đi đò này, có ông nào ông đi đò đấy. Nơi nào có ý chí, nơi ý có con đường. Nhưng mà ý chí không đủ. Các bạn còn ngu ấy thì mẹ ý chí đến giời chỉ có thằng nào thằng phá hoại thôi. Nó phải có trí tuệ nữa. Xong rồi về sau phải kết hợp với cả đạo đức nữa thì con đường ấy nó mới bền. Các bạn có trí tuệ, bạn có nghị lực, kết hợp thêm cái đạo đức nữa thì con đường nó mới bền. Chứ còn ý chí không, mẹ thằng nào cũng bảo khởi nghiệp đi. Nhưng mà người ta bảo 99% những thằng khởi nghiệp đều thất bại. Chỉ có 1% thôi, nó kết hợp những cái nhiều yếu tố lắm. Đây tôi nói thế không biết có đúng không, nhưng mà tôi bảo rồi cái câu của ông Anh Tanh ấy nó như cái ảnh bìa của tôi. Nơi nào có ý chí, nơi ý có con đường. Nhưng mà ý chí theo tôi là không đủ. Ý chí của một thằng ngu thì không tìm ra con đường đúng được. Con đường nó chỉ có vào bụi rậm. Ý chí phải kết hợp với trí tuệ thì nó mới đưa ra con đường đúng được. Và con đường đúng mà thiếu đạo đức thì lại như hít ne. Đúng không? Ô, nếu mà bây giờ bảo nơi nào có ý chí, nơi có con đường thì đường ấy nó chui vào bụi rậm rồi. Đưa vào nhà tù, nó đưa đi đâu ấy? Ý chí của các bạn mà đi nhậu ấy thì thằng nào bảo mẹ thôi hôm nay đáng nhẽ là uống một cốc bia, bố có ý chí bố làm 3 cốc. Ý chí là sai, không có trí tuệ. Thế thì tôi nói đấy là tóm tắt cái câu chuyện mà hôm nay tôi đọc. Ông Anh Tanh ông ghi như thế xong rồi hậu nhân bây giờ phải trả 140 triệu hay là tỷ tư để lấy mấy cái chữ ấy của ông ấy. Nhưng mà tôi đọc ké thì tôi biết. Cái lúc mà hôm đấu giá là tôi có mặt. Đại ý dịch ra tiếng Việt là chỉ cần có ý chí tự khắc sẽ có con đường. Về sau đến bây giờ khi tôi nói ra tôi bảo mẹ giống cái tiêu đề của trang ấy nhỉ. Trên trang của mình ấy cũng có nơi nào có ý chí, nơi ý có con đường mà cái ông đưa thuyền ấy. Các ông đọc mà xem.
không biết cái ảnh ấy từ bao giờ, từ năm ngoái. Nhưng mà ý chí không đủ đâu, ý chí phải có trí tuệ. Còn thôi bây giờ nói vấn đề như này này, để đào sâu về vấn đề, không lại bảo là thằng này nó não. Mẹ nó bảo hướng dẫn là để làm sao có nắm người theo dõi mà nó chả nói mẹ gì. Thực ra thì nếu các bạn có nắm người theo dõi thì tôi cũng phải cảm ơn như này. Nhiều ông bảo là tại vì mày nói giỏi. Tôi mới bảo cái Thủy ấy, nếu mà chỉ quay cây mà đo vanh trong báo giá như mày, ai theo dõi mày đâu. Rất nhiều người bạt ngàn ở trên mạng đăng cây bán cây, thậm chí nó còn hơn mày ở cái việc là mẹ nó còn mặc áo mặc váy, nó đứng cạnh cây xong rồi dáng nó ngon, mặt nó lại có Photoshop. Mày đã là cái gì? Xong rồi thi thoảng nó câu view câu like. Như trường hợp của em Hưng ấy, ban đầu khi mà nhiều người ban đầu mình chỉ đập vào mắt là có thể là hai vợ chồng nhà này đang câu view câu like, tìm chồng mất tích, đưa cả lên bít lên kinh dịch hội. Nhưng mà tôi lại khác với các ông hóng thị phi, nhưng mà các ông lại thi thoảng các ông bõm vào một vài câu. Thế xong rồi một ngày mình lại thấy cái tin nhắn nó phát, mình lại vào mình đọc, xong mình lại thả một tin bình luận nữa. Thế là mất mẹ nó một ngày. Mình đây mình đọc để mình biết, mình chiêm nghiệm, mình đưa ra cái suy luận của mình. Nhưng mà mình không dính mõm vào chỗ này, tâm nó động. Tôi chỉ biết là nếu mà phải mình, đây cũng là một chiêu trò marketing tốt. Có thể mình đang bán hàng ế, mình dựng chuyện là vợ chồng em nó đang nhảy cầu, chồng em nó bỏ lại xe xong nó đi đâu. Đấy là tôi xin lỗi nha, là cái bạn mà hôm nay bạn Hưng với cả vợ bạn với các thứ. Thì thực tế là các cái chiêu này nó cũng ở trong marketing, nó cũng là ở các cái chiêu trò, nhưng mà mình không hướng đến. Thì hôm ấy tôi nói với em Quý là bây giờ trên TikTok bây giờ nó cứ mua 5 triệu tiền thẻ xong nó cào đi cào lại, hôm sau nó lại phát lại video. Đây nó hướng như này này. Nắm chiêu trò đó các bạn, không biết lường trước đâu. Ra ngoài đường bây giờ ra ngoài mà phát là nó không, nó nham nhảm giữa các cái thị phi, các bạn không biết đâu là đúng đâu là sai. Và muốn bán được hàng ngày mai, bạn nhờ bọn Bít bảo là tìm chồng cho tôi, chồng các bạn đang ở trong nhà vệ sinh hay đang trùm chăn ngủ. Mẹ chúng nó chia sẻ túi bụi, chúng lại vào chúng nó theo dõi để bao giờ tìm được chồng. Xong rồi thả một cái bình luận, thế là mẹ cứ cả một ngày trời hóng cái bình luận ấy. Nhưng mà cái bọn ấy nó không phải chủ tư, bọn ấy nó đi làm, nó làm nhân viên. Đừng nào thì nó cũng chỉ được nước 5 triệu. Tôi bảo thật, nếu mà bây giờ mà như các ông thầy ông bảo tôi ấy, bây giờ mày làm, bây giờ tại vì cái người kia người ta hỏi làm sao để nâng nghị lực của con lên hoặc là của tôi lên. Ông thầy ông bảo bây giờ mày viết luôn cái giấy gửi giám đốc công ty là cho em làm gấp đôi công việc, nhưng em chỉ nhận tần ý lương, lương của các bạn đang 7 triệu. Viết luôn cái giấy, em xin làm gấp đôi công việc, gấp đôi thời gian, em chỉ nhận lương như cũ. Nếu không đạt chỉ tiêu, em không lấy đồng nào, thậm chí em được biếu xếp thêm. Nên nâng nghị lực ngay, các bạn phải cống hiến đã. Khi các bạn làm tốt rồi, các bạn học được rồi, các bạn trải qua kinh nghiệm rồi, đây mẹ cứ giờ làm là đừng nào tao cũng nhận có 5 triệu thôi mà. Bố lại tranh thủ bố mở điện thoại ra, vừa bình luận cái vụ hôm nay chờ thằng chồng nó mất tích à, vừa có thằng bình luận, thế lại bình luận vào. Mà sếp mà không qua đấy là nó cứ lướt TikTok với cả Facebook thôi. Lòng tham. Mấy cái thứ hai vì như thế cho nên là các bạn đừng đòi hỏi là làm sao mà có nhiều tiền với cả cô ấy được từ cái nhận thức. Còn đôi khi là người ta vì như thế cho nên là người ta mới gian, dân mới gian. Quan tham là tại vì sao? Quan nó trên bố nó dân vậy. Bây giờ nó chả cần phải gian nữa. Tự các bạn đến nhờ việc gì là các bạn phải bút phong bì, nó tham rồi. Nó cần gì phải gian? Gian để làm gì? Dân mới gian chứ. Quan nó qua nên rồi nó mất bao nhiêu tiền nó mới nên làm quan rồi, việc gì nó phải gian nữa, nó tham thôi. Các bạn muốn được việc các bạn phải bỏ tiền. Còn dân bây giờ phải nghĩ mọi cách để lấy được cái thời gian của công, thời gian của công ty. Đấy cho nên là các ông mới bảo thế. Các bạn phải mà trải qua là rồi tôi mới biết. Mà ngày xưa thì mình cũng biết, nhưng mà mình để mà nghiệm được như thế này để nói cho mọi người thì không phải là thằng tầm 20 hai mấy nói với các bạn được đâu. Ngày xưa em Tuyên thôi bảo, mà nói chuyện thằng em Tuyên nó dài lắm. Tôi chỉ biết là ngày xưa hoặc là đến bây giờ mà nếu mà tôi nói ấy, thì là hầu như các bạn hôm qua cũng nói về cái vấn đề của cái ông xăm ấy rồi. Ông bảo đến 35-45 tuổi là bạn bè mới, bọn kia nó chết gần hết, chết vãn rồi, cho nên bây giờ mình sống vì mình. Nhưng thực ra tôi nói rồi, nếu các bạn sống vì mình thì các bạn đang hại chính mình. Các bạn sống vì người khác lại đôi khi nó lại được về mình, bao giờ cũng thế. Nó chả phải nhân quả gì cả. Nó giống như cái ông cho cái giống ngô cho ông hàng xóm ấy. Khi nói thật ra là hàng xóm năng giềng của nhà tôi đều tốt thì con tôi nó cũng tốt. Chứ mỗi mình tôi tốt không, con nó ra ngoài đường gặp hàng xóm nó nhậu, nó chơi cờ bạc thì con nó cũng vẫn bị ấy. Không
hôm qua tôi kể cho mọi người rồi đấy. Nhưng thường là gần đây, thứ nhất là tôi bị ảnh hưởng bởi một hai ông thầy trên mạng mình đọc. Mình cũng chắc đọc, mình cũng ấy, nhưng thường là các bạn đọc nhiều các bạn sẽ bị ám ảnh. Cho nên nhiều khi là ngày xưa mình viết chuyện ấy, mình viết chuyện ấy, có những ông ấy bảo mình đọc nhiều, không phải đây là chả ai bảo mình cả. Mình đọc nhiều, nó lại ra đúc kết là khi các bạn muốn sáng tác cái gì để tránh bị ảnh hưởng của người khác, các bạn nên không nên đọc của người ta. Khi các bạn làm nhạc, các bạn nên không nghe nhạc của ai cả, thì không bị đạo nhái. Khi các bạn bây giờ các bạn nghe nhạc của cái thằng bỏ mẹ gì bây giờ nó nổi Đen Vô chẳng hạn, khi các bạn nghe Đen Vô phát, thì khi các bạn soạn một cái bài nhạc nào, bạn kể các bạn là sáng tác cũng bị nó bị có cái kiểu nó hơi nhái nhái theo cái bản thân mình không muốn đâu, nhưng nó bị ảnh hưởng. Cho nên là tốt nhất khi các bạn soạn nhạc thì hoặc là hôm nay các bạn nghe thấy Đen Vô nó có bài gì, hoặc tôi thực ra chưa nghe bài nào của Đen Vô đâu. Ngày xưa là có ông anh Tuấn Khanh, ông ấy hói hói, ông béo béo ấy, ông nhạc sĩ Tuấn Khanh này, xong rồi nghe Ưng Hoàng Phúc, kiểu các bạn nghe Ưng Hoàng Phúc chẳng hạn. Nên tức là nhạc sĩ gì đấy. Tôi chỉ nói như này này, khi các bạn làm một cái gì đấy thì có hai cái luồng như vậy. Các bạn đọc càng nhiều thì thực ra là nó bị ảnh hưởng bởi cái người đối diện. Còn ngay cái việc mình tạo nội dung này cũng vậy. Mình mà nghe của ông nào là nếu mà tôi nói luôn, hoặc tôi nói trong hôm nay hoặc ngày mai, hôm nay tôi đọc, ngày mai tôi nói, sẽ đôi khi nó phảng phất cái vấn đề giống như người nọ người kia. Mình không muốn thế đâu, bởi vì nó vẫn đọng lại. Còn tôi cũng tự hào là ví dụ khi nói về cái vấn đề mà kiếm tiền thực như này, mà nhiều tiền như này, thì chắc ở trên mạng cũng chưa có ông thầy nào nói cho các bạn cả. Thì thôi, quay lại vấn đề đầu tiên là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Ba cái gạch này có thể thay đổi cho nhau nhá, các bạn có thể tạo ra sản phẩm trước cũng được. Không, cái thứ hai nữa là xem ai là người theo dõi các bạn. Cái thứ ba là các bạn nếu mà nó dễ mà kiếm tiền nhiều mà nó nhàn ấy, thì đấy, nhiều người theo dõi và ai là người theo dõi các bạn. Cái thứ ba là các bạn phải có sản phẩm bán, thì ba cái thứ này nó kết hợp được mà tồn tại lâu. Mà đi theo cái vấn đề này nó cũng giải quyết được cái vấn đề là tại sao Việt Nam mình các doanh nghiệp toàn 10 năm với cả 20 năm là xóa sổ trên bản đồ, mất công ty luôn. Đây, nó không dính vào cái tí đạo đức, nó làm ăn chụp giật. Sản phẩm cũng vậy, chỉ biết là nhiều người theo dõi tin tưởng bố là bố bán cái sản phẩm hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc giá trên giời. Khi mà khách hàng nó phát hiện ra là có một đơn vị kia nó bán còn rẻ hơn rất nhiều, thì là các bạn mất khách. Còn trong nông nghiệp này thực ra nó là cái mà nó rất là lớn, kẽ hở nó rất lớn, tức là không phải kẽ hở mà cái lợi nhuận nó khá lớn giữa việc bán số lượng và bán nền. Có một đơn vị ở trong Nam bán cây táo mà hôm trước tôi quay cho mọi người mà quay 150.000, 200.000, 250.000, người ta bán 2.500.000, 3.000.000 cùng là sản phẩm. Nhưng đôi khi các bạn bán rẻ người ta cũng không mua được. 200.000 thực ra là mình bán số lượng, 200 táo có quả, 200, 300. Ngày xưa cái đây mấy tháng, còn táo vừa rồi thì cái thủy nó bán hình như là 800 hay là 1.500.000 có quả sẵn. Ngày xưa là cái hàng táo bonsai bé bé thấp. Ở trong kia những người anh em người ta bán 2.500.000, 3.000.000. Anh em này thì không thân lắm mà người ta có một cái tiếng nói ở trong cái thị trường bán hàng, kiểu bán hàng online, bán hàng chạy quảng cáo, nên chi phí người ta cũng cao. Cho nên tôi không dám nói tên. Chứ còn như anh em Tuấn Phúc với cả thằng Chu Quý với cả thằng Việt Anh lúc đấy thì tôi đẻ ra sao mày bán cao thế. Ngày xưa mình còn làm một bài mình khuyên thằng Việt Anh, ôi bán rẻ rẻ thôi, còn đẻ đức cho con. Ngày xưa tôi nói với thằng em đi cùng tôi khởi nghiệp, thằng em Tuyên, sao anh bán rẻ thế? Mình bảo là xem các cái bà nhặt cỏ kìa, anh thuê về có lương có 100, 250, mình lương cao hơn người bà ấy là mình anh vui rồi. Nó bảo ôi không, thằng ấy nó kém tôi hơn chục tuổi. Mà cái đợt đấy cách đây 10 năm, đợt đấy mình mà khởi nghiệp mình ấy là đấy. Anh đừng so sánh là lương anh làm chủ so với mấy bà nhặt cỏ. Nó mẹ đợt ý là ngây thơ. Tại vì đợt ý nói thật ra là tôi cũng không nghĩ về cái việc kiếm tiền đâu mà. Cho nên là nhà vườn Tuấn Phúc, cái ông hỏi nó mà xem. À, mẹ quay cây của nó, quay cả mặt nó lên. Đấy, cái đợt ý là bán cái mẹ. Nó mới quay ra nó bảo mình. Ô Tuấn ơi, sao mày quay cả tao lên? Bảo tao với mày có bạn chung, tao quay mày lên, nếu mà có khách nào nó ấy thì nó mua cả của mày cũng được. Nhưng mà được cái là anh em chúng nó, kể cả Mạnh hoặc nhiều anh em, nói với là anh em của mình kể cả chung này này, các bạn không mua được cái giá của tôi đâu. Chung này này, mấy thằng Mạnh này, bọn Quý này, mấy bọn thằng
Tuấn Phúc với cả Việt Anh. Nó bao giờ nó có hai mức. Mình hỏi cây này giá bao nhiêu? Nó người ta mua thì cao, mày mua thì rẻ thôi. Thằng Mạnh cũng nói thế. Mình bảo cây liệu này, mấy cây nọ cây kia này như thế nào? Đừng phát ở trên live như thế, đừng nói công khai như thế. Người ta mua thì giá này, mày mua thì rẻ hơn nhiều. Kiểu như vậy, đôi khi nó còn nói luôn từ bên Trung Quốc là cái vườn này bao nhiêu tệ, vận chuyển về Việt Nam như thế này, mày trả tao được thêm tần nào thì thêm. Đôi khi chúng nó thế. Đấy mới là anh em, thằng em Trung này cũng vậy. Người khác 60.000, anh thì 40 và 45.000, 50.000. Nó mới là anh em. Các bạn không mua được đâu. Tại vì thứ nhất là mua số lượng ít. Cái thứ hai là bố thằng nào biết các bạn là ai. Các bạn mua 5 cây, 10 cây lần sau, đến năm sau các bạn mới quay lại. Nó khác anh em chúng tôi. Mấy cái thứ hai là các bạn được ai quý, chẳng qua các bạn vẫn còn giá trị. Các bạn hiểu chưa? Giữ vợ, giữ chồng cũng vậy. Các bạn cứ nghĩ là mẹ đeo cho nó ngày xưa đây. Đeo cho nó cái quần, xong rồi quần sắt để giữ vợ. Nhưng tôi bảo rồi, mẹ chỉ cần nó bảo là anh ơi cởi cho em cái quần này để em đi vệ sinh cái, nó đã chìa mẹ mông ra ngoài cửa sổ rồi. Trong các mối quan hệ cũng vậy. Mà hôm qua là có cái bài ở trên Facebook này. Chính bản thân các bạn phải là người có giá trị. Cuộc sống nó vốn dĩ nó cũng đau lòng như thế. Bản thân các bạn là người có giá trị, các bạn mới giữ được các mối quan hệ giá trị. Nó đau lòng thế đấy. Nó đau lòng thật. Thế nên các bạn mà chỉ cần đang ở trên đỉnh cao mà các bạn rơi xuống vực sâu phát, các bạn biết ai là bạn ngay. Các bạn biết ai là người thân của các bạn ngay. Mẹ vợ nó lại đi với thằng khác ngay. Cho nên là đấy cũng là mục đích mà mình. Nhưng mà được cái là dần dần rồi nó lại gần cái tam bảo với nhau. Ví dụ hai vợ chồng nó gần tam bảo. Còn con vợ nó, vợ hoặc là người tình hoặc là bạn bè đến với các bạn vì cái gì thì nó sẽ ra đi vì cái ý. Nếu các bạn không tiếp tục duy trì, cái đứa kia nó đến với các bạn vì các bạn có nhà, vì có xe. Một mai các bạn mất nhà, mất xe, nó bỏ đi ngay. Nó bỏ đi theo thằng khác có nhà, có xe. Nó đến với các bạn vì cái gì, nó sẽ ra đi vì cái ý. Mối quan hệ bạn bè cũng vậy. Tôi giữ được mối quan hệ tại vì nói thật ra là tính của mình cũng tốt. Mình cũng luôn luôn chịu thiệt với anh em. Cái thứ hai là mình cũng bán được hàng. Đến cái thứ ba là mình bán được hàng. Nhiều khi anh em chúng nó trách tôi từ năm ngoái. Con thằng Mạnh, con thằng Trung, con thằng Quý, con thằng Việt Anh, con thằng thế nọ thế kia. Từ năm ngoái chưa gặp mày đâu nhá. Tôi bảo mẹ lên đấy bán được cái gì đâu mà lên. Dạo này tao sắp đi tu rồi. Tôi bảo cần gì bán, cứ bán thì mới lên gặp nhau à. Anh em như cái con củ kẹt ấy. Đây đôi khi chúng nó chả cần mình bán. Nhưng mà tức là mình không ấy, mình cứ giữ như thế này là được. Nên hỏi han chúng nó bắt tay xong rồi ra ăn nọ ăn kia là xong. Nhưng mà bản thân mình thì muốn là duy trì nó, xong rồi mình cũng đang đau đáu cái vấn đề dạy con nữa. Trước cái vấn đề con Thủy Bi nó cho các con nó 600 triệu hay tỷ 2 tỷ 2 đấy đi học ở trường quốc tế. Chứ không phải là sau đấy cái chuyện con Thủy Bi tôi mới nghĩ về cái vấn đề phải dạy con. Tôi đang đau đáu về vấn đề dạy con mà. Cho nên dạo này là các câu chuyện của tôi hơi có thiên hướng là có động chạm một tí, tức là có ảnh hưởng một tí của ông thầy Trần Việt Quân. Các bạn lên YouTube các bạn xem Trần Việt Quân. Nhưng mà hầu như những cái video như thế này, chia sẻ thật như này, ông Quân ông cũng không nói được. Ông ngày xưa ông mở những cái doanh nghiệp mà bách khoa mấy thế nọ thế kia, mở cả bên Trung Quốc, mở cả bên Singapore, nhưng ông không kể cho các bạn quá trình như thế này đâu, nói các bạn chả hiểu. Còn tôi chỉ bảo như này, lại quay lại. Đấy, ngày xưa tôi mở vườn là tôi phải có sản phẩm trước. Sau đấy tôi mới quay đến cái vấn đề là quy tụ người theo dõi. Khi tôi có chính tiếng, cái tính chính danh rồi, có tính chính danh rồi, về sản phẩm, về giá rồi, ai cũng biết tôi làm lớn như thế nào rồi, tôi mới bắt đầu xây dựng fanpage. Mấy lúc ý nó mới gọi là phát để cho nắm người theo dõi. Xong rồi mới nghĩ đến cái vấn đề là lúc tôi chạy quảng cáo thì tôi không nghĩ đến cái vấn đề là tôi chỉ cần nhiều người theo dõi. Ngày tôi chạy 10 triệu tiền Facebook, tiền quảng cáo. Đợt đi tôi không có kinh nghiệm chạy quảng cáo, chỉ cần biết viết vứt tiền ra một ngày 10 triệu, mày thích đưa cho bọn nào thì đưa. Ở một tháng Tết đây mất mấy trăm triệu. Thi thoảng vô được một con gà cũng to. Nhưng mà toàn bọn nhoi nhoi vào khen hoa đẹp nhỉ, mấy thế nọ thế kia có mua đâu. Mấy cái thứ hai nữa là khi các bạn dạy chạy dàn trải như thế, hoặc là khi các bạn không có một tệp khách hàng để bạn nhắm đến ấy. Ví dụ như lứa tuổi là 25 đến 30, mà khi thằng cu em tôi nó bảo là em đi học một khóa học chạy quảng cáo anh ạ. Mình bảo ôi trời, chạy quảng cáo có được cái gì đâu. Nhưng mà đến bây giờ nó thành công con đầu tiên ấy. Thì nó là một cái hướng khác. Nó không cần nhiều người theo dõi. Nó không cần tệp ai theo dõi em cả.
nó cũng chả cần phải sản phẩm đủ tốt. Nhưng hôm vừa rồi tôi bảo chộp giật, mà tôi bảo từ trước lúc nó chạy quảng cáo chộp giật, lúc ấy nó lại quay ra đó, xong rồi nó lại ừ anh nói đúng, với cả em cũng nghĩ đến vấn đề, nhưng mà xây dựng thương hiệu em không nói chuyện. Em chỉ biết là hàng bên Trung có cái hàng nào hay hay mà rẻ rẻ là em chạy test thử nghiệm trước, xong rồi em mới lấy về em bán. Đấy là hai hướng, nhưng mà tôi là tôi không đi theo cái hướng ý. Tôi vẫn đi từ cái gọi là nhân hiệu, xây dựng nhân hiệu. Nhưng tôi lại khác với là Lê Chí Ninh, mà các bạn thấy là Lê Chí Ninh bảo là nhân hiệu toàn Diễn Hải, ông tự nhiên bỏ ra là bán nước hoa cái thế nọ thế kia. Người đến với bạn vì các cái video hài thì cái tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng nó ít hơn rất nhiều so với tôi. Tôi đi sâu vào nông nghiệp thì tôi bán nông nghiệp, cái tỷ lệ chuyển đổi của tôi nó cao hơn nhiều. Lê Chí Ninh ví dụ như là đấy, Lê Chí Ninh nó nói về cái vấn đề nhân hiệu đấy, nhưng mà nói nó khác mình. Tại vì ông bạn ấy gọi là diễn hài, diễn mấy cái video vợ chồng thế nọ thế kia, xong rồi đột một cái bán cái này, mới bán khoa học dạy làm video hài với video triệu view. Thì đấy đúng là nếu mà ông ấy dạy về cái bạn chọc chọc ở đéo đâu ấy, dạy về làm video triệu view thì bạn ấy đúng cái mà bạn ấy đúng thiên hướng của bạn ấy, đúng thiên hướng. Nhưng mà bạn ấy tự nhiên bạn bán nước hoa là tôi đã thấy là không ấy rồi. Mấy cả tôi đến với Lê Chí Ninh vì mấy cái video hài, như tôi bảo bây giờ mà dạy khóa học để tôi đi xem Lê Chí Ninh thì không, tại vì tôi không có thiên hướng là tôi không có thiên hướng là tạo những cái video hài. Hài làm sao được, cuộc đời mình đầy hài video hài, nhưng mà nó nói chung là nó chỉ làm nó không mang cái tính gọi là đạo đức trí tuệ ở đấy. Các bạn có hiểu không nhỉ? Nó giống như kiểu bà Tân ấy, xem xong cười phát là thôi, nó không đọng lại cho cái người xem một cái gì cả, không đọng lại nhiều. Bà già tôi vẫn bảo mẹ nếu mà không xem cô dâu 8 tuổi là coi như sống một đời uổng phí rồi. Nó xem xong bảo có bây giờ cũng uổng phí không? Thôi đéo xem nữa, vừa nấu cơm quay ra vẫn xem, tức là không phải tua lại nữa. Đó, bây giờ mà những cái gì nó đọng lại cho mình là mình bỏ qua, là mình phải tua lại, không hiểu là lần sau lại xem lại. Nó có cái chiều sâu, nó có chất chiều sâu. Ngày xưa một bạn thế, mẹ không đọc Heckman là phí cả một cuộc đời. Mẹ cuối cùng mình không đọc, một đợt ý mình cũng còn đọc. Còn có đợt mình còn lấy trộm của bà già hay ông già là 3.000 để mua Heckman hay Doraemon. Và đợt ý lấy trộm có biết mẹ gì đâu, đợt ý thì lớp 3, lớp 4 rút cả một cọc tiền của ông ấy, rút có 3.000 để mua đúng quyền truyện. Thôi bây giờ nói về cái vấn đề nhá, để có tính chính danh thì các bạn có thể là phải tạo sản phẩm trước. Nhưng mà đến cái mức này của mình thì hầu như là mình không cần tạo sản phẩm. Thậm chí lúc thằng Tuân lên đây, thằng em tôi ấy, tôi bảo mày đi với anh thì mày không phải bỏ vốn, chủ yếu mày phải là bằng người bán được hàng. Mà kể cả mày không bán được hàng, thậm chí mày có ăn cơm ăn những các thứ mà mày còn không phải bỏ tiền cơ, chưa gì nó đã ngại, nó đã rào. Anh ơi nhưng em không có tiền, em ít tiền, em vốn lắm, em ít vốn. Mình bảo mày đi với anh bây giờ mày không phải bỏ vốn cơ, thậm chí mày ăn cơm trưa mày còn không phải mất tiền cơ. Này còn nếu mà có cần chỗ ngủ là anh còn đưa mày đi ngủ mà còn không mất tiền cơ. Wifi thì dùng thoải mái, mỗi tội là ra ngoài vườn với cả ra các ấy là sóng nó sẽ không như là ngồi nhà này được, sóng wifi mà mình phải đăng ký ở trên này. Thế tôi mới bảo là nếu mà như ở tôi bây giờ thì không cần, chỉ cần nghĩ bước đầu thôi, chứ còn bản thân mình không trực tiếp vào cái hướng sản xuất nữa, chủ yếu mình có bán được hàng, mình có là người có giá trị hay không. Đấy thì lúc ấy các bạn sẽ vượt qua được. Thì nó bây giờ lại quay về thì tôi mới sắp xếp như thế đây. Tôi sắp xếp của tôi hiện tại làm sao mà nắm người theo dõi, và cái thứ hai là ai là người theo dõi bạn. Cái thứ ba mỗi cái là tại vì các bạn khởi nghiệp, cho nên tôi mới bảo các bạn phải đắn đo những cái việc là các bạn bán gì, có cái gì để bán thì nó sẽ bền và người ta sẽ nhớ các bạn như thế. Các bạn phải đủ cái kiến thức, chứ không như Hoàng Nguyên Vũ nó bán mộc hương với cả hoa hồng cổ, nó có biết mẹ gì đâu, giá nó không biết, cây có tác dụng gì cũng chả biết, tên nó như thế nào cũng chả biết, có hiểu gì đâu, nhưng thấy người ta bán bán. À đấy lại giống câu chuyện như này, đấy là cái vấn đề thứ ba là các bạn cần phải có sản phẩm để bán. Thì tôi bảo muốn bán được sản phẩm khi các bạn chả cần người theo dõi, nhưng nó có cái ý chân thực mà nó bền là các bạn phải trải nghiệm sản phẩm, thấy nó tốt thực sự bán tự khắc sẽ có người mua. Bạn chưa trải nghiệm sản phẩm, chưa có cây mộc nào, chưa có cây hoa hồng nào, và có một cây hai cây không so sánh với các loại khác, các bạn cứ mang đi, nhà các bạn có mỗi cây mộc, các bạn không so sánh với cây ngũ sắc, cây trạng nguyên, cây nọ cây kia, không có tính, vẫn bán được, tại vì pan gate nó quá mạnh, pan gate của Hoàng Minh Vũ quá mạnh, vẫn bán được. Nhưng mà dưới kỳ vọng thì ông bạn không bán nữa,
Nhưng mà tôi nó làm được gì cũng thế. Các bạn phải theo dõi, đi đúng hướng ấy. Thấy trên mạng hay đi đâu bảo là sản phẩm này tốt, mua về trải nghiệm, xong rồi mua các sản phẩm cùng giá, cùng phân khúc, hoặc mua các sản phẩm của các hãng khác. Đấy là tôi nói thế thôi, chứ còn khi các bạn trải qua đủ, như các bạn mà phụ vữa hay phụ xây hoặc thế nọ thế kia, hoặc là làm trong xây dựng, các bạn sẽ biết là gạch này hay sơn này tốt khi trải nghiệm đủ. Nhưng không phải mua tất cả các loại thùng sơn của các hãng để trải nghiệm xem sơn nào ấy, xong rồi các bạn mới bán sơn. Các bạn phải đi làm phụ hồ trước, đi làm phụ sơn, phụ xiếc trước. Thì trong quá trình thì các bạn sẽ tự tìm ra là sản phẩm nào nó tốt để bán, có cái hướng gọi là hướng phục vụ. Chứ các bạn lừa đảo thì nó giống như kiểu lý thuyết kẻ ngốc hơn. Mẹ thấy hôm nay là Bạch Hải Đường nắm người hỏi cũng nhau và bán ra Bạch Hải Đường thì nó không bền. Thế mai sau cái thằng ngốc hơn nó mua sản phẩm của bạn, mẹ nó nhớ đau. Trừ khi nó lại bán cho thằng ngốc hơn thì nó sẽ quay lại. Vừa rồi mua cái Bạch Hải Đường của chị, đúng vào cái đợt sốt, mày qua em bán được, em vẫn kiếm được tiền nào, nó sẽ quay lại. Nó đôi khi là cái thành công của mình thì nó không đi theo cái trào lưu ý, nó kiểu chộp giật, kiểu nông nghiệp, kiểu nông nghiệp chộp giật. Còn đấy là cái vấn đề sản phẩm, là cái yếu tố thứ ba. Nhưng có thể các bạn phải đảo lên đầu cũng được. Nếu các bạn khởi nghiệp giống tôi của 10 năm trước, tôi ưu tiên cái tính chính danh của tôi, là tôi phải làm trực tiếp từ đầu đến cuối. Tôi trải nghiệm tôi mới nói được, tôi mới làm từ đầu, mở vườn, nhập cây bên Trung, xong rồi bỏ tiền, xong rồi vận chuyển, xong rồi lo hải quan, lo lọ lo kia. Đấy thằng bạn tôi nó lo, hai thằng cùng làm. Xong rồi tôi lo marketing, tôi lo lọ lo chạy quảng cáo thế nọ thế kia, tiền tôi tự bỏ ra. Cái yếu tố thứ đầu tiên thì rất nhiều người hỏi, cái Khánh Huyền nó cũng hay hỏi, Khánh Huyền ở trên Mê Linh, nó cũng nhà vườn nó cũng lớn nhất miền Bắc luôn đấy. À, em chả quan tâm, em chỉ quan tâm mỗi làm thế nào để nắm người theo dõi. Thì nhiều ông ở trên này bảo là tại vì mày nói hay. Thì tôi lại bảo như này, tôi được cái nói hay là tại vì là tôi đã trải qua ba cái biến cố như này. Đầu tiên là tôi đánh cờ tướng được, không ở mức gọi là như Ngọc Nhân, nhưng cái cờ tướng giúp tôi tư duy tốt. Cái thứ hai là tầm phải đến gần chục năm, từ cái thời sinh viên ấy, tôi đã tập tành tôi viết chuyện 4 năm tự ra mình, như kiểu bây giờ vẫn bị ám ảnh. Nhiều bà vẫn đi nghe tôi thấy ngày xưa người ta đồn đại là mày nghiện, xong rồi bị mẹ mày xích ở nhà. Là tôi có đi ra ngoài đâu, tự nhốt mình ở phòng đấy 6 năm ở trên Hà Nội. Cái tí sẽ nói về vấn đề. Đấy là ba vấn đề. Một là tôi đã viết văn, của viết chuyện ấy, sáng tác chuyện ấy, nó là kịch bản để các bạn đạo diễn, các bạn dựng phim ấy. Tôi ví dụ như chuyện Hưng ấy, tôi mới nói là có thể hai vợ chồng này dàn cảnh để câu view, câu like, câu view, câu view. Đôi khi cuộc sống nó nhiều cái. Đấy là 6 năm tôi viết chuyện. Các bạn phải đọc nhiều, các bạn tự viết ra. Thế cho nên con các bạn tầm 3, lớp 3, lớp 4 gì đấy, tôi cũng bảo rồi, cố gắng tạo cho nó một cái thói quen viết, viết nhật ký hàng ngày, tạo ra câu chuyện thì tốt. Nhiều khi đọc một cái ví dụ câu chuyện Tấm Cám chẳng hạn, bỏ lửng đi, không cho nó đọc phần cuối. Nếu phải con, hoặc phải con là Tấm, thì con sẽ làm thế nào tiếp theo. Đấy là để cho nó tư duy sâu, nó đầu óc nó phong phú như bọn không gian mạng này, như bọn ở trên mạng này, anh hùng phím đấy. Nó tạo ra lắm kịch bản lắm. Chỉ có mỗi cái là vợ đi tìm chồng bị thất lạc thôi, nó nghĩ ra là chồng bị thua Bitcoin này, xong rồi chồng có người thứ ba này, xong rồi giả vờ chết để thay tên đổi họ này, để ôm tiền thế nọ thế kia. Xong rồi nó lại bảo là con 2 tuổi ở nhà của vợ đang ấy là con riêng, tôi cắm sừng, thế là cú sốc lớn, thế là anh ấy bỏ đi. Cộng đồng mạng chúng ta có trí tưởng tượng nó phong phú lắm, nhưng mà chúng nó không hướng tới cái trí tưởng tượng ấy để làm một cái việc gì nó có ích. Chúng nó chỉ đi chống phá thôi mà. Đấy kiểu vậy. Còn đấy là tự nhiên đang nói cái vấn đề gì tự nhiên lại ra cái vấn đề ấy nhỉ. Đây là đang là nắm người theo dõi. Nắm người theo dõi thì nhiều ông bảo là tại vì tôi nói hay. Thì tôi bảo đấy là có bao nhiêu biến cố như thế. Rồi 6 năm, 8 năm ở trên Hà Nội ngủ khoảng thịt, cái gì cũng trải qua rồi. Thế tôi mới nói một câu mà các ông toát mồ hôi luôn. Tôi bảo khi về 6 năm hay 8 năm ở trên Hà Nội, tôi bảo tôi còn nguyên chân tay, không đi tủ. Là cảm ơn người hai đi. Không đi tủ, không còn nguyên chân tay. Vừa rồi tôi lại xem được cái video của ông Elon Musk này, ông giàu nhất hành tinh.
Ông bảo ngày xưa mẹ ông ấy không để ý đến ông ấy, ông thích làm gì làm, ông chế thuốc nổ, ông ấy chế máy bay, chế nọ chế kia. Ông còn nguyên chân tay mà vẫn còn sống là mừng. Tại vì cái đợt còn bé, mẹ ông ấy là ba đứa con gì, bố có cũng bố kỹ sư, nhưng hình như là gia đình nó hụt hạc, cũng ly dị hay sao, 31 tuổi bà ấy phải nuôi ba đứa con, hai đứa con trai ông ra lần mất mấy cả ông kia mấy ông kia. Mà bây giờ năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi bà vẫn làm người mẫu hay sao. Thế là ông Alan Musk ông ấy bảo là cái hồi bé là ông tự chế thuốc nổ, tự thế nọ kia, có cái bà giúp việc nhưng mà chả đấy gì, bà chả để ý gì, ông để ông thích tự làm. Lại có cái câu chuyện này nó liên quan như này, tức là giáo dục Việt Nam mà để tạo ra những cái ông anh tanh như ông thế nọ thế kia, Newton như thế nọ thế kia thì không tạo được. Cho nên các bạn thấy là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ như thế nọ thế kia nhưng chả làm được cái mẹ. Giáo sư với tiến sĩ thì giàu nhất, à nhiều nhất, chắc là nhiều nhất thế giới luôn. Tại vì người ta chỉ có mới qua mới văn, văn tức là qua trường lớp. Làm cái luận văn thì toàn cóp lên mạng, cóp lên cóp xuống. Tôi không dám khinh ông, nhưng mà các ông ấy, thực tế các ông ấy chỉ trải qua mỗi văn. Tư duy kém, copy. Tư duy có thể là ông ấy có nhá, có đấy. Nhưng mà cái thực hành ấy, tu ấy, là không có. Trong khi người ta đánh giá mà ông thầy kia cũng đánh giá. Tức là văn chỉ chiếm có một phần thôi. Còn tức là tư duy ấy, tức là các bạn đọc một cái gì đấy, các bạn phải có tư duy của các bạn, phải có chính kiến. Thì cái tư duy của các bạn nó là chiếm 10 phần. Nhưng mà cái tu ấy, tức là cái thực hành áp dụng cho chính bản thân mình này, nó là tư duy, xong rồi mới đến tu là thực hành với chính mình. Nó là 90% cơ. Nhưng mà tiến sĩ giấy của Việt Nam mình chỉ có mỗi dừng lại ở mỗi văn. Cứ đọc trên sách, thấy thế nào bố mày copy để làm một cái luận án văn. Giáo sư tiến sĩ thì rất là nhiều, toàn bọn ăn hại. Nói chung là mình cũng ăn hại, cho nên mình nói các ông cũng nọt sàng xuống nê nia thì các ông cũng ăn hại lỗi, thua mấy ông nông dân của mình. Tại vì các ông nông dân của mình là ông ấy văn thì các ông kém, nhưng mà tư duy của các ông ấy là các ông phải tư duy. Không tư duy là chết, không tư duy là không tạo ra sản phẩm mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân mình, nồi cơm nồi kiếp của mình. Xong rồi tu nữa, mẹ ngày đêm phải nghiền ra bằng cỏ mọc nhanh như này, mẹ phun thuốc gì đây, hay là tạo ra máy cắt cỏ như thế nào đây, thế nọ thế kia. Tức là đấy là nông dân của mình sáng chế rất ghê. Đấy, xin lỗi các ông giáo sư tiến sĩ với cả phó giáo sư phó tiến sĩ ở nước mình nhá, tôi nói thì cũng hơi khó nghe, nhưng mà có lẽ là gọi là để thế cho các ông bị như thế để các ông thay đổi thôi, chứ còn không có hiềm khích gì. Nếu mà sai thì tôi xin lỗi. Tức là đấy, trải qua như thế thì các bạn mới nói mà người ta mới tin. Văn tức là đọc ở sách ấy, đọc sách của người khác hoặc người khác nói. Tư duy, tự bản thân mình tư duy. Tu, tức áp dụng cho bản thân mình. Văn tư tu, tu là thực hành đấy. Thì tôi giống như tôi nói thế này, tại sao nhiều người không làm? Thế thằng em tôi nó đéo thèm làm luôn. Tại vì nó nghe thì hay. Nhưng mà đến cái giai đoạn tư, tức là nó phải tư duy. Nó đéo tư duy luôn, lười tư duy. Nó có tư duy được nhưng mà cái ý chí của nó kém là nó bỏ. Nữa là đến tu tức là phải thực hành. Mà thực hành phải thực hành lên, thực hành xuống này. Ông Edison ông ấy bảo tôi không phải là tìm ra 900 hay 9000 bao nhiêu cái sợi đốt mà cái gì đấy, cách chế bóng đèn, mà tôi tìm ra bao nhiêu vật liệu là không thể chế được bóng đèn hay thế nào đấy kia. Các bạn đọc xem cái đại ý tôi nhớ như thế. Còn thực ra thì nói như này này, tại sao lại có một yếu tố nữa để các bạn không dám làm. Mấy cả các bạn bán thôi bỏ qua cái vấn đề này. Làm sao để nắm người theo dõi đấy, đào sâu vào cái vấn đề làm sao để nắm người theo dõi. Thì nhiều ông bảo tôi, tại tôi nói hay thì tôi bảo tôi trải qua tất cả rồi thì tôi làm gì tôi chả nói hay, tôi nói sát thực luôn. Như cái video này tôi có như Lê Thẩm Dương, nó lên kho chân mới tay rồi nói nhăng lăng loạn xạ lên, nhưng mà áp dụng được bao nhiêu. Mẹ đến bản thân ông ấy áp dụng ông còn đéo áp dụng được luôn, tôi nói thật. Nhưng mà nói gì rất hay, chân huyết mẹ này nó hút điếu thuốc phè. Ông bảo áp dụng thì ông cứ quản lý ở chiều cao, hay là ông ấy là người giỏi ông quản lý ở chiều sâu, nhưng để áp dụng làm việc chân tay như mình thì ông ấy cũng không nói được mà. Toàn tiến sĩ đấy, kiểu tiến sĩ đấy, lên mạng nói hay lắm. Nó là điều hành doanh nghiệp hoặc thế nọ thế kia, vào tán gái thế kia, ông cũng khoe vợ ngày xưa ông ấy sinh nhất trường thế nọ, ông tán gái dễ lắm thế nọ thế kia. Nói là nói thế thôi, tại vì còn thằng mà nó vẫn còn đi giày mới cả mặc vét mới cả nghĩ đến vẻ bề ngoài, mặc dù nói thật ra nếu không để ý vẻ bề ngoài thì chốc ông Lê Thẩm Dương một số hơn mình đấy.
Thì đến mẹ đến như mình như này mình cũng chả để ý gì, nhưng mà các cái vấn đề này mình trải qua hết rồi thì là anh em ở đây là chúng nó theo dõi, là chúng nó biết biết những gì mình nói có đúng hay không. Thì cái vấn đề nắm người theo dõi là đầu tiên các bạn cũng phải đọc nhiều sách, các bạn trải nghiệm đủ, đọc nhiều sách, tư duy sâu, trải nghiệm đủ, các bạn sẽ nói được rồi. Ngoài ra có những cái kỹ năng mềm nữa. Tôi có mỗi cái là nếu mà bây giờ mà tôi nói N với L mà đúng ấy, tôi làm ca sĩ đâu rồi, giọng tôi cũng hay. Mẹ ngày xưa đi hát mà con thủy nó đổ vì giọng hạ mình hát đây. Ngày xưa toàn cá độ ấy, bóng ban rồi các thứ, thế mình mới bảo là mình nói về quá khứ của mình cá độ thôi. Có thằng nào mà bắt mình là công an công nghiệp mà công an ngầm ở đây bắt cái thằng Tuân của 20 năm trước ấy. Cái đợt mà mình mười mấy ở trên đại học nó toàn cá độ mới ngủ gần thịt đi. Mà mình hát là hay, bị ngọng. May mà nó cũng người Hưng Yên cho nên nó không phát hiện được ngọng. Chứ nó mà dân Nam Định Nam Yên là nó biết mình ngọng là nó đéo đấy đâu. Nó đợt đi mình hát hay. Nó mình trắng, đẹp trai, công tử. Sau mấy năm thì đen xì. Sao mà đúng là bị cái thời điểm mà ngủ phản thịt như thế. Tôi lại bị cái là khi mà tôi đã trải qua những cái về tôi lại như kiểu mẹ nó như thằng dở, nó kiểu thiền sư ấy. Chứ không phải vì một cú vấp như thế mà mình nghiện ngập mình thế nọ thế kia. À, thế tôi mới bảo là ông nào bảo là tôi nói hay tại vì là thế nọ thế kia thì tôi phải nói là cái nhân các bạn đang nhìn, à cái quả các bạn đang nhìn là tôi nói hay. Nhưng các bạn không biết là tại sao tôi nói hay và tôi chỉ luôn cho các bạn. Ngọc Nhân cũng vậy, đây chỉ luôn cho Ngọc Nhân. Ngọc Nhân nha, đang bị cái việc là bây giờ muốn tìm nắm người theo dõi thì cái cách tư duy của em, cách nói chuyện của em, cái giọng của em vùng miền em phải thay đổi. Nó qua cái thời kỳ phát cờ xong rồi nhiều người xem nữa rồi, nhưng mà cái vấn đề của em ấy thì cũng vượt qua vấn đề rồi, tại fanpage của em cũng nắm người theo dõi đấy. Thì tại sao mà em vẫn còn đau đáu cái vấn đề là làm sao để có tiền hay làm sao để nhiều tiền? Thì nói thẳng là ngày xưa cái thời điểm mà đấy là cái cũng quay lại cái vấn đề là sản phẩm gì đấy. Tôi bảo là tôi phát cờ nhiều ông xem nhưng tôi còn bảo các ông bỏ mẹ đi. Cờ quạt tôi giải quyết cái gì. Ngày xưa là lúc tôi về đây là năm tôi hình như 23, 24 tuổi ấy. Ông chú ông bảo chỉ cần mày làm một cái gì chú sẽ hùn vốn với mày cùng làm. Tôi bảo cháu định mở một cái hội quán cờ. Ôi thôi, mày mà dính đến cờ tướng thì thôi bỏ mẹ nó đi. Xong về sau tôi mới nói ông chú bảo mẹ mấy cái thằng cờ tướng nó gọi một chai nước nó ngồi cả đêm với cả ngày ấy, thì mày bán được cái gì, chỉ có mất chỗ thôi. Thế rồi về sau tôi mới sáng tạo ra, tôi nói với các ông ngồi xem mình đánh cờ, mẹ các ông nghèo bỏ mẹ lên 11 thằng gọi một chai sở tinh, hai chai sở tinh xong rồi ngồi dậy còn đi nợ thì làm gì có tiền. Thế vì các ông đam mê cờ tướng nhưng mà các ông này nhiều ông thế không lo làm nó nghĩa, nhiều ông đam mê cờ tướng còn đéo thèm lấy vợ luôn ấy. Tôi không biết là đúng hay sai, nhưng mà các bạn đang xem một cái video để nói về cái việc kiếm tiền. Thì cái việc các bạn chơi cờ mà các bạn không để ý cái việc gì, hoặc các bạn thối chí lắm rồi, các bạn ngã bẹt xuống đất rồi, các bạn không có ý muốn đứng lên nữa, thì các bạn là sai. Còn ở một video khác tôi bảo mỗi người một cách thoái sống, mỗi người một cách sống, không ai can thiệp vào ai. Tao tự điều hành, tao thích như thế. Tao thích đánh cờ, tao đéo cần lấy vợ, tao đéo cần kiếm tiền. Nhưng ở cái video này đang dạy cách kiếm tiền, thì Ngọc Nhân phải hướng, phải biết là em đang làm một trang fan ghét cờ tướng thì cái đối tượng theo dõi em là cái đối tượng cờ tướng. Em mà muốn bán thì em bán bàn cờ, em bán khóa học chơi cờ. Nhưng thực tế thì nói thật ra đến cả lại Lý Huynh, nó là số 1 Việt Nam đương thời, không phải ai đánh cờ giỏi cũng dạy được cờ. Nó còn phải có tí hài hước đúc kết lại để dạy cho người ta còn hiểu. Nhớ vừa rồi tôi bảo là để cho con tôi nó học hè này, nó học cờ tướng. Cả cái huyện này nó không có chỗ nào dạy cờ tướng luôn này, cả cái tỉnh luôn. Mình định là hay là mình làm mở lớp để dạy các em, các cháu nó chơi cờ, nó dạy kiểu miễn phí. Nhưng tôi bảo mất thời gian bố mẹ, mai sau nó lại mấy thằng nó lại nghiện cờ thì bố mẹ nó lại chửi tế thôi. Nên cụ tổ cái con thằng Tuân này ngày xưa dạy cờ là bây giờ nó đéo chẳng lấy vợ, đéo kiếm tiền nữa. Thì cái đấy tức là cờ như thế. Còn các bạn ai có một sở thích riêng thì các bạn phải tự chịu trách nhiệm. Chúng ta lớn rồi, hoặc là bây giờ các bạn sắp tới tương lai các bạn cũng lớn rồi. Nhưng mà thực ra cờ tướng này nó là một phần trong ba cái mà tôi nói ảnh hưởng đến cách tư duy của tôi và cách nói chuyện như thế, các thứ của tôi nên nó gắn liền như thế. Nhiều ông bảo tự nhiên này, tại vì ông nói chuyện hay, biết mẹ thì nói cái chuyện quả, không nhìn ra cái nhân là bao nhiêu năm người ta đã viết chuyện, người ta vốn từ người ta phong phú, cùng một cái ý người ta không cần giấy rồi như này người ta vẫn nói được.
nó khuôn mặt nó cách nói nó tự nhiên, cái vốn kiến thức mà không phải con nhặt ở đâu nên là nó thoải mái đấy, nó bao nhiêu thứ như thế. Đôi khi nhiều ông, tôi mấy hôm trước tôi bảo mẹ, kể cả chủ tịch tỉnh mấy chủ tịch huyện thứ các thứ bí thư bí thiếc bao năm ăn học lên chức cao như thế, nhưng tổ sư nên nó cứ phải đục đọc 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 như này, xong rồi đọc sai một phát là hôm sau lại đổ cho cái thằng đánh máy, đéo có tí gì kiến thức cả, thế buồn cười. Nên cứ phải cầm tờ giấy, mình có cần gì đâu. Ngày xưa mấy ông còn thách mình à, tôi với thằng hàng xóm cãi nhau vì ông, nó cứ bảo ông là đọc có tờ giấy. Ờ, hình như ông ấy hôm ấy nó ông đéo biết làm thế nào, xong về sau mới tin mình. Còn đại ý là như thế, tức là muốn nắm người theo dõi. Còn thực ra là nói thật ra là muốn nắm người theo dõi là bạn phải có cái gì, bạn phải có cái gì để người ta đến theo dõi bạn. Cái thứ hai là phải duy trì được. Thế với câu chuyện này mai tôi lại lặp y như thế tôi nói, ngày kia tôi lại nói như thế, ngày kia tôi lại nói. Thế các ông ấy đéo theo dõi mình nữa. Nhiều ông trên mạng hay bị thế, mà nhất là ông Lê Thẩm Dương. Mẹ xem một lần thứ hai, xem lần thứ hai thứ hai, xem lần thứ ba, ơ thằng này nó lại nói y như thế ông ạ. Thế xem là mẹ gì nữa, dân người ta bỏ. Đấy, mỗi người mỗi lần phải. Còn tôi thì tôi theo cái kiểu là khi nào tôi đau đáu hoặc là khi mà ai đấy hỏi tôi cái gì xong tôi nghĩ là thiết thực cho người ta không hỏi bừa thì mình mới nói. Bình thường mình nói ngại bỏ mẹ, không phải nào ngại mà. Thực ra cái thời gian mà tôi nói cho các ông này, tiền thì cũng trả được. Xong nhiều khi chúng nó chửi bới, nó thị phi. Xong mình lại thi thoảng mình lại cáu lên, mình lại đọc bình luận xong lại chửi lại với nó, mẹ cứ khẩu nghiệp bỏ mẹ lên. Chả được cái mẹ gì, tiền thì không được rồi. Ủng hộ sao thì ông nghĩ là tôi cũng không phải thằng tham tiền lắm đâu. Đó là nhiều khi nó có cái luận điểm mà. Nếu các bạn giỏi cái gì, đừng bao giờ làm nó miễn phí. Tại vì khi mà làm nó miễn phí như này nhá, người khác không kích thích được người ta lại như thế này. Người ta lại hở vú hở vê, người ta lại lắc lư. Khi mà cái việc nói chuyện như này mà tôi, các ông thấy nó thiết thực, nhiều người xem, nắm lượt chia sẻ, xong lại được tiền, thì là cái bọn nhí nhăng nhí nhảy như này nó bảo ờ, thế là hóa ra nội dung này nó đang được ưu tiên này. Thôi mình lại nghe cái thằng nó vừa nói về đọc sách nhiều và không nhảy như này nữa. Nhảy như này bây giờ không ăn thua. Thế bây giờ mà lượt xem không bằng cái lượt nhảy ấy, thì bọn nó lại nhảy. Đôi khi tôi nghĩ này, đôi khi mình duy trì một phần là vì anh vì em, tại vì anh em tôi quý này, Trung này, Mạnh này, Dũng này, rồi bao nhiêu bây giờ bao nhiêu tên đấy, thì để giúp đỡ những người anh em, chứ vì tôi cũng chả cần. Nói thật, có 1 triệu tôi cũng đủ sống. Cái thứ hai nữa, để coi như là để cho những cái người đi sau ấy, người ta tạo nội dung ấy, người ta có một cái động lực. Ít nhất là có một thằng nó nói chuyện đạo lý, mà đạo lý thực tế trải qua nói giúp cho tha nhân, không phải rác, không phải nhảy múa, vẫn có người xem, người chia sẻ, người tặng sao, động viên khích lệ cho những người, người ta làm những nội dung như mình. Mình còn đấy buồn buồn, mình còn ngồi có cái xem vẻ lên mạng bây giờ toàn như thế này, chán lắm. Linh niếc các thứ rồi bà Tân và tiếc các ông cứ bảo là mẹ nó hay nhưng nó không có chiều sâu, xem một lần chả bao giờ xem lại. Đó, ngày xưa xem Thủy Hử này, Tam Quốc này, Tây Du Ký này, xem đi xem lại. Mẹ bây giờ mà gọi là để cho bà già tôi mà xem lại một lần nữa của cô dâu 8 tuổi, chắc bà già tôi mặc dù hâm mộ lắm. Anna đi với cái mẹ, không xem lần hai đâu mà. Thật. Tôi chắc là tôi bảo thật, chắc là bây giờ mà có mang cho bà già tôi bảo bây giờ con để lại cho mẹ, con cho mẹ xem lại từ tập 1 đến tập vừa rồi mẹ xem cái phim Alan đi cô dâu 8 tuổi bà già cũng không. Ôi rồi xem một lần thì nó chán. Nhưng ngày xưa ơi bà nào mà không xem phim này là mất mẹ nửa cuộc đời rồi, mất luôn cuộc đời rồi. Nhưng xem xong là không bao giờ muốn xem lại. Phải cho tiền mới xem. Tại sao ngày xưa đến tận mãi về sau mình vẫn xem lại Tam Quốc Diễn Nghĩa, vẫn xem lại Thủy Hử, mà mỗi lần xem nó lại một cái chiều sâu khác. Không, xem nhiều quá bây giờ tôi không xem nữa. Bây giờ có nhiều cái mà cần xem quá. Bây giờ bảo là hứa với các ông là cho con nó xem Nhất Thi Hòa Thượng nhưng đã cho nó xem được đâu. Nó để cái điện thoại kia này mang về nhà, mình thì cũng bận. Xong rồi nhiều khi đấy, tôi bảo cái đau đáu mình là như thế. Thì ông nào đã nghe mấy video gần đây ấy thì mới biết là mình cũng ảnh hưởng của ông Trần Việt Quân trên mạng hay trên YouTube ấy. Thì mình có nói về cái vấn đề là tam bảo. Thực ra thầy Quân thì nói về cái vấn đề về thế dịch.
cái tiếng Hán Việt của cái cái tiếng của thời thời Đức Phật. Đức Phật thì nó có giới định tuệ, Tam Bảo giới định tuệ. À đâu, cái giới định tuệ nó chính là đạo đức trí tuệ nghị lực. Tam Bảo của Đức Phật là Phật Pháp Tăng. Ông thầy Quân ông ấy dịch sang là thầy Hiền Trí là Phật. Đấy, thầy cứ tựa dịch nó tương ứng thầy Hiền Trí sách tinh hoa nhóm bạn tốt. Ngày xưa thì đấy, cái lúc mà mình chưa biết ông Trần Việt Quân là gì, chưa xem ông ấy đâu. Nhưng mà đã biết rồi, là mình cố gắng mình xây dựng cái trang này là cái nơi quy tụ của toàn những người anh em tốt, mới cái môi trường tốt để mình học hỏi, mình giúp đỡ nhau. Ông nào tẩm quất người mù thì mua, khi nào muốn mua tăm thì ủng hộ ông sản xuất tăm người mù. Ông nào mua tăm người mù muốn ủng hộ thì mua của cái thằng bán cây mà có cái mù mới thế loại thế kia. Đấy, đại ý là chúng ta tạo ra một cộng đồng. Nhưng mà về sau bây giờ cộng đồng đủ bổ ích, chia sẻ thiết thực. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi bảo rồi, tạo ra một nhóm, thứ nhất là giúp anh em, anh em thân với mình bán cây, sản xuất cây. Cái thứ hai là giúp đỡ cho cái người mua cây có cái sân chơi để người ta biết giá, người ta tham khảo, biết cây nọ cây kia, người ta tham khảo thị trường. Cái thứ ba nữa là tạo ra một cái nhóm để cho anh em chúng ta trao đổi những cái bình luận hoặc là những cái vấn đề, ví dụ làm sao kiếm được nhiều tiền ở thế nọ thế kia. Cái vấn đề thứ tư, cái vấn đề thứ tư nữa là tôi bây giờ tôi bảo rồi, đấy là cái mà đấy là cái nhóm bạn tốt đấy, chứ không phải là cái nhóm bạn tốt là hôm nay bạn thiếu 10 điểm nô xong thằng bạn nó cho vay xong ngày mai bạn trả ấy. Đấy là cái nhóm bạn đẻo, vẫn cứ khuyên các bạn chơi lô. Tôi chơi cờ các ông xem tôi còn đuổi ủng hộ sao, tôi bảo các ông còn nghèo bỏ mẹ, nghèo cả tôi đi ủng hộ thằng giàu. Đấy thì cái nhóm bạn nó có nhiều mục đích nhá. Xong rồi đến bây giờ hôm nay tôi lại nói, đôi khi là tôi phát triển được thì ví dụ Ngọc Nhân hoặc nhiều anh em khác còn trẻ, còn khỏe, còn ý chí nhìn vào ở đấy, thằng ấy nó nói nó không cần nhảy múa, nó không cần phải mặc vét, nó không cần ấy, nó chỉ cần nói vào cái lời thật tâm, nhưng mà phải trải qua là kinh nghiệm, kiến thức, cái trải nghiệm, giống cái ông gì Thái Công ông nói, nó phải trải qua đạo đức, trí tuệ, nghị lực, nói thì mới có người nghe. Cái ông nội em nói sơi sơi xong rồi giọng vùng miền Huế mấy cả thứ gì thì đà lẽng thì không ai nghe. Ngày xưa phát ở trên kênh cái đà lẽng mình cứ trêu mẹ cái thằng đà lẽng này, buồn cười hết cả người. Đấy là đại ý tôi nói cho mọi người như thế, tức là nếu mà các bạn có muốn có nắm người theo dõi thì thứ nhất các bạn phải là người có giá trị thì người ta mới theo dõi các bạn. Cái thứ hai là có giá trị nhưng mà phải giá trị bền lâu. Tôi bảo với con Thủy là mày, tao thì ngày càng có giá trị thôi chứ tao không mất giá, tao không mất giá, còn nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà nói thì đại ý, nếu các bạn muốn nắm người theo dõi thì các bạn phải có cái thứ nhất là cái chất riêng. Còn đôi khi là cùng một nội dung nhưng mà ban đầu mà không có người theo dõi thì các bạn phát nó sẽ bị nản, nhiều thứ lắm. Với cái thứ hai là khi các bạn nhiều người theo dõi rồi thì các bạn mở cái quan trọng nhất như này, khi các bạn không có người theo dõi hoặc ít người theo dõi, toàn người nhà các bạn vào khen các bạn thôi, hoặc người ta cũng không thị phi, người ta không nói điều xấu, các bạn có chịu được áp lực hay không? Cái vợ của em Hưng hôm nay ấy không chịu được, chặn hết bình luận. Tại vì em đã bao giờ để có một cái bài nào để nắm người bình luận như thế đâu, nắm người chia sẻ như thế đâu. Các bạn phải hình dung như thế, kim cương nó mới chịu được áp lực, than củi không chịu đâu. Cho nên bao nhiêu những thằng trúng số hoặc là ông trúng số hoặc là các chị em đạp xích lô thế nọ thế kia, tự nhiên có đống tiền nó rơi đầu, mất. Năm sau nữa là mất. Bản thân các bạn không phải là kim cương cho nên là các bạn dễ mất. Tự nhiên là cái tư duy của các bạn vẫn chỉ là thằng ăn mày, có cho các bạn tiền đi chăng nữa thì tư duy vẫn là chỉ là thằng ăn mày. Nội lực bên trong nó quyết định cái vẻ bề ngoài, cái tư duy, cái lời nói. Không có nội lực thì có cho các bạn vẻ bề ngoài các bạn cũng mất. Hạnh phúc nó cũng đến từ cái nội lực, cái ở bên trong. Cái hạnh phúc không phải là nhà, cũng không phải xe, cũng không phải ăn đồ lọ đồ kia. Nếu các ông nghĩ là hôm nay nắng nóng như này là hạnh phúc là phải cốc bia thì là sai. Hạnh phúc là một câu, cứ tin hỏi cái Thủy mà xem. Nắng nóng như này tôi ở phòng này không có điều hòa, mẹ cứ nằm ở đây này, thấy nóng phát ra ngoài kia rội trần từ đầu xuống ấy, mặc quần vào đây lại lạnh run cầm cập, toàn 40 độ trên cái nhà này, nó nóng rồi. Nó ở phòng kia nó có điều hòa, cái phòng này đã có điều hòa rồi. Đấy cho nên là tôi nói chung là mình chịu được nóng, mình không chịu được lạnh. Cái như mình ấy, mẹ lạnh là mình không chịu được, nóng là mình chịu được. Nó năm nay còn đỡ đấy,
Rồi các năm khác hay là có nằm ở cái phòng này hoặc ngồi ở cái phòng này buổi trưa là cũng không cần bật quạt, cởi trần ngồi không. Kim cương nó tạo ra, kim cương nó chịu được áp lực, nó áp lực nó mới tạo ra kim cương. Cho nên là các bạn không, còn trong cái việc có con đấy là tôi nói về cái vấn đề là làm thế nào để nắm người theo dõi, thì bản thân các bạn phải có cái chất riêng và đóng góp cho cộng đồng, nó xuất phát từ cái việc đóng góp nó mới bền được. Cho đi thì mới là nhận lại. Cho nhiều ông quan điểm là sống vì mình, sống vì mình thì không có người theo dõi, không bán được hàng, đấy là chính là hại các bạn đấy. Đôi khi nghĩ là cái đi đường vòng như mình, cho đi, sống vì người khác, mẹ người ta lại theo dõi mình ầm ầm, trong một ngày đẹp trời nó lại tự nhiên lại có người theo dõi, thế mình lại bán được nhiều hàng hơn. Thế là cuối cùng là ai sống vì mình? Tôi cho các ông giống ngô tốt của tôi thì tự nhiên là nó thụ phấn chéo. Giống ngô của các ông cũng giống ngô của tôi, cũng là giống ngô tốt, nó bay ra nó thụ phấn, thế là hai chúng ta cùng vui, win-win kiểu vậy. Bây giờ tôi giữ giống ngô tốt xong rồi rào rậu mấy các thứ thì tốt nhất là chuyển mẹ ra cái nơi nào toàn trồng nhãn, thì mình trồng mỗi ngô không thì đỡ bị ảnh hưởng. Thằng hàng xóm nó trồng giống ngô đẻo, nó bay ra nó thụ phấn, thế là giống ngô của tôi là đẻo kiểu vậy. Tôi nói rồi, cuộc sống mà các ông cứ nghĩ là vì là 35-45 tuổi với bạn bè nó chết mẹ nó hết rồi, bây giờ phải sống vì mình. Nhưng chính vì các bạn sống vì mình nên các bạn là chính là người hại chính bản thân mình. Sống vì mình các ông nghĩ là trời nóng này là đi uống cốc bia, uống một cốc không đủ 3-4 cốc thì chính là đang hại các bạn. Các bạn nghĩ là sống vì mình nhưng là chính là hại mình. Cái thằng khác nó chả đi uống bia đâu, nhưng mà nó cứ nên nó live stream như này. Ban đầu thì mất thời gian của nó không sống vì mình, dần dần mà ngày đẹp trời thì nắm người theo dõi, rồi bán được hàng, rồi kiếm tiền nó dễ. Nó lại là đấy, thế là nó lại thành vì mình. Cuộc sống nó là như thế mà. Chứ các bạn cứ nghĩ là sống vì mình, xong rồi nghĩ là ăn ngon mặc đẹp mặc một mình thì có bao giờ ấy đâu. Xong rồi cái ngày bất hạnh này xảy ra này, nên beat mới cả lên trang Facebook cá nhân đăng tôi bất hạnh quá, chia sẻ hộ tôi đi để tôi hạnh phúc. Nhưng mà đến khi mà cái người khác, cái từ trước đấy người khác bất hạnh thì các bạn mẹ toàn tròn nhảm nhí, chả liên quan đến mình, kệ mẹ, mình chỉ biết bán hàng. Nhiều ông khuyên mình tập trung vào bán hàng đi, đừng lo những cái chuyện này phản động như thế nọ thế kia. Nhưng mà đến một ngày mà chồng nó bỏ đi hay là Bitcoin thế nọ thì ôi dồi ôi, tôi mất cái này, mọi cộng đồng mạng chia sẻ đi, tìm chồng tôi đi, đúng không? Các bạn thử mà xem, khi mà bất hạnh đến với mình yêu cầu người khác phải thương yêu, phải chia sẻ, phải thế nọ chứ. Nhưng khi mà người khác bất hạnh, khi những bất công ở trong xã hội nó xảy ra, téo thẹp, bố chỉ biết bố bán hàng, bọn khác toàn trò nhảm nhí mất thời gian, cũng không quan tâm, đọc cho vui. Nó thế. Lâu lắm rồi, thôi bây giờ không nói nữa. Thằng con thằng Đâm nó vào nó lại đêu đêu. Tức là vấn đề là nắm người theo dõi thì tôi nói rồi. Các bạn đọc nhiều, học nhiều. Thì các bạn, cái câu của anh Tanh ấy tóm tắt lại, có trí tuệ, có ý chí thì tự khắc sẽ có con đường. Định nói về cái nông nghiệp, nó là cũng là cái dòng siêu lợi nhuận. Nhưng mà giới trẻ chúng ta nghĩ là giới trẻ mười mấy, các bạn là nông dân như con các bạn, nó đi học lọ học kia, về đéo bao giờ chịu làm. Nhưng thực ra con các bạn đã sai, các bạn cũng sai, các bạn chẳng qua là chưa lựa chọn đúng cái nông nghiệp. Các bạn cứ thấy người ta trồng mít Thái, các bạn lại nao vào trồng mít Thái thì chưa ai bảo cho các bạn, cho nên và các bạn cũng chưa gặp cái trang này, cho nên là chưa có một cái yếu được đâu này. Thôi nói về cái vấn đề ý thôi nhá, cái vấn đề mà lựa chọn sản phẩm để bán rồi. Còn cái vấn đề thứ hai mà nó xen kẽ ở giữa ấy, là ai là người theo dõi các bạn. Thì thực ra là trong cái quá trình các bạn làm nội dung, các bạn đã biết là ai theo dõi các bạn. Các bạn làm nội dung mà theo kiểu mua 5 triệu tiền thẻ cào điện thoại, các bạn cào cào, thì chỉ quy tụ cái bọn tin tin thôi. Như thằng cu em tuyên tôi nó chạy quảng cáo ấy, thì nó không quy tụ đúng cái nhóm đâu. Tôi làm nội dung như thế này thì hầu như những người xem được mà khen tôi đẹp trai ấy, là những cái ông ấy là còn khen mình đẹp trai nhiều. Còn thằng nào nó chống đối thì một là hôm nay nó xem, ngày mai nó xem, ngày kia nó xem đúng 3 video có lẽ là nó biến, không hợp. Nó chỉ có ăn nhậu thôi, nó nghe toàn thằng khuyên ăn nhậu, nó chửi mình lần thứ nhất mình bỏ qua, lần thứ hai nó lại chửi mình, lại bảo chúng tôi mẹ tổ sư gọi ăn nhậu. Là những cái thằng ăn nhậu mới là thằng nô đề cờ bạc, là đến 3 video là thôi, nó chả thèm theo dõi cái thằng này làm gì, sang nọc kiểu gì đấy. Không cần đông, cần chất lượng, đông để làm mẹ gì. Mà cái hàng nông nghiệp này nó lại khác, cây cối với nông nghiệp này này,
Nếu mà như một pancake như này là nó cũng ghê đấy. Các ông thử mà xem các cái pancake khác nó không được như này đâu, hoặc là người ta chạy quảng cáo, người ta quy tụ toàn bọn đầu trâu đầu ngựa, toàn fan khá bảnh, fan Phú Lê với cả thế nọ thế kia đấy. Các bạn lựa chọn này mà xem tôi làm một nội dung gì đấy cho sáng suốt lắm, tức là đi theo cả một cái đường ray. Thi thoảng tôi, các bạn cũng sẽ thấy, mà bản thân tôi cũng thấy là những nội dung này hơi nhảm nhí, nhưng thôi, nó là một quá trình trưởng thành của mình. Năm nay mình 33, năm nay mình 34, mình chia sẻ những cái nội dung này, sau đấy mình nhìn lại, ôi đợt ngộ ghê, cái này tự nhiên lại chia sẻ cách làm giàu. Cái kiểu như vậy, nó là cái quá trình mình lớn lên, suy nghĩ của mình, mai sau mình nhìn lại mình có kỷ niệm với nhau. Miễn là không rủ các ông đi nô đề cờ bạc là được. Không biết đâu các ông gặp tôi của cái phiên bản góp nhạc cát đá mà năm 16 hay 17 tuổi là tôi rủ các ông nô đề đấy. Nhưng mà dần dần mình, ngày xưa mình chỉ con nào này trượt con ý, mơ con nào là trượt con ý. Mơ con nào mẹ hôm nay mà mơ con 47 như hôm trước mơ con 47 mẹ phải theo nó tầm tháng trời nó mới ra. Đã mơ con nào là nó đi thẳng. Mà khổ lỗi nó lại không mơ 10 con một để đánh nô trượt cho, mơ một con. Mẹ cứ phải tầm tháng sau, thậm chí 2-3 tháng sau nó tịt hẳn luôn. Như này không mơ 10 con không trúng để tôi còn đánh nô trượt cũng gấp mấy lần. Dần dần giấc mơ dần dần bây giờ nó có chất lượng phết. Mơ con nào là hôm sau là nó ra đầy đủ luôn. Ông kia ông bảo là ông mơ thế là chất lượng. Mình mơ 47 nhưng mà mình tiếc là cái con đề 49 ấy. Con Thủy bảo ôi thôi mơ 47 nó về 49 vẫn cứ tiếc. Mình bảo trai tiến gái lùi. Mẹ bây giờ bảo anh Hùng Ba Bánh là mình con em mơ con 47 là thế nào anh cũng luận ra để đánh 49 thôi. Nhưng còn lô về đúng 47 với cả lô về 74 như ông người âm phủ nói thì nó quá thường. Đánh đề luôn. Đấy nên cho nên tôi mới bảo là giấc mơ của tôi dạo này nó chuẩn như thế đấy. Là người nào mà người ta phu. Dần dần tôi thấy là hình như là cái quá trình tu tập của mình với cả mình dần dần mình có phước hơn. Giấc mơ nó chuẩn. Nhưng mà mình mà đánh là chưa. Mình có đánh gì đâu, nhận ra là cái tiền nô đề cờ bạc nó là chính là cái phước của mình. Mình cứ trúng vào phát là phước của mình nó lại giảm đi, mình lại phải làm mấy việc tốt thôi. Chứ còn các ông không nghĩ là, các ông đừng có nghĩ là mẹ nên chùa cúng nải chuối và phát là trúng nô. Các bạn đừng nghĩ là Phật viết các thứ là rốt trong việc kinh tế, làm kinh tế. Đức Phật thực ra không làm kinh tế đâu, nhưng mà để mà cúng nải chuối trong trúng con nô ấy, mà nó gấp mấy lần nải chuối thì là các bạn vừa mất cái nải chuối, cái thứ hai là cái phước của các bạn lại dần dần chúng nô cứ 10 lần 20 lần biết đâu ra đường lại bị cái tai nạn, mất dần cái phước cái kiểu vậy. Nên cái thứ hai là khi đánh nô đánh đề các bạn sẽ thấy là khi các bạn trúng trượt thì lại may cho các bạn quá, nên các bạn lại nhiều khi lại bảo của đi thay người với quay như cái tiền đấy là tiền đồng bào ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ngày xưa mình hay thế, mẹ cứ mất tiền mặc dù chả ủng hộ đồng bào lũ lụt đâu, cứ mất tiền mình nhỉ, của đi thay người mới là coi như cái tiền như là ủng hộ đồng bào lũ lụt. Con trai cũng ủng hộ đồng bào lũ lụt được đồng nào, cứ đánh nô trượt này mà coi như cái tiền như ủng hộ đồng bào lũ lụt, tự động viên mình kiểu ăn gian. Đấy, dân gian nó thế đấy. Còn cái thứ hai nữa là khi các bạn kiếm tiền nó dễ thì nó đây đi cũng dễ, đổ mồ hôi đổ xương máu ra thì mới biết quý trọng đồng tiền. Tư duy của các bạn chỉ là thằng ăn xin thôi thì kiếm có tự nhiên rơi xuống 1 tỷ 2 tỷ thì sau đấy nó lại mất. Và bạn vẫn giữ là thằng ăn xin. Khi các bạn có nội lực được đủ thì tiền nó tự đến. Hôm trước tôi nói rồi này, tiền đến nó là quả thôi mà, còn cái mình phải gieo nhân. Nhiều ông cái chúc Tết là mong tiền nó nhiều, đéo bao giờ chúc là cố gắng làm gấp 5 gấp 10 năm ngoái. Năm ngoái mày làm 8 tiếng, năm nay làm 12 tiếng cho tao. Chúc Tết đấy, chúc như thế. Cố gắng năm nay làm 8 tiếng vẫn nhàn, cố gắng làm 12 tiếng, chúc thế. Tiền nó tự đến. Ông toàn chúc nhiều tiền mới khỏe mạnh. Đéo chúc là thôi đáng nhẽ là năm nay 6 giờ dậy. 6 giờ dậy. Chúc mày năm sau 5 giờ dậy để tập thể dục chứ không phải xem sách. Thì tự nhiên người ta có sức khỏe hơn. Đấy, cứ chúc sức khỏe. Chúc gia đình hạnh phúc. Chúc giàu, chúc tiền nhiều. Tiền vào nhỏ giọt như cà phê phin thế là. Tiền vào mà tiền kéo ra thì lạm phát. Tiền nhiều quá nó không dẫn tới cái lưu thông. Thì tôi đã đại ý nó như thế. Thường là mọi người hay chúc nhau, thường là chúc quả. Mọi người không áp dụng vào trong cuộc sống. Chúc người ta nhân để người ta làm ra cái quả mà nó bền. Chúc tự nhiên thằng ăn mày trúng tiền tỷ thì hôm sau nó vẫn là thằng ăn mày, mà suốt cuộc đời nó vẫn là thằng ăn mày. Chọc phú, kiểu chọc phú. Đúng không? Thôi các bạn cứ thử mà xem. Nghiệm dần, nghiệm dần. Mình nói thì thực ra là cái quá trình này tôi trải nghiệm rồi. Không sai đâu, thật. Tôi bảo ngay cái việc ví dụ như là chưa thấy ông nào là
là trúng xổ số, sau 3-4 năm sau mình xuống cọp phỏng vấn xem có phải là vẫn là cái tư duy nó như thế không. Mà trúng xổ số liên quan mẹ gì cái vấn đề mà các bạn phải bỏ ra từng đêm đọc sách đọc xiếc. Các bạn thà là thằng ăn xin thì các bạn còn đọc sách. Tự nhiên chúng mẹ một đống tiền đọc sách làm gì? Xem những video ý nghĩa làm gì? Cứ đi nhậu, đi vũ trường, nó làm hư đi. Thà không chúng thì thôi, mẹ chúng tiền đè chết người như thế lại càng hư. Tư cách nó, ví dụ như bây giờ đang là thằng ăn xin nha, đang khoảng tầm 3 điểm. Không chúng nô, chúng đề, chúng sổ số thì bạn vẫn được 3 điểm. Thậm chí mai nó nhích lên tí 3.2, hôm sau nó tụt xuống 2.8, hôm sau lại lên tiếp 3.1, nó tụt xuống tiếp 2.5, hôm nào đi nhậu thì nó tụt xuống 1 điểm. Nhưng tự nhiên chúng đề mà phát, hoặc chúng sổ số mà phát, hoặc tự nhiên ông nào ông lại nhận là con phát, mẹ đang từ 3 phát cái tư duy hưởng thụ mấy cả 3 biết các thứ lại tự nhiên còn sụt xuống 0.5 luôn. Nhưng mà cứ giữ nguyên cái quá trình nghèo mà ai đấy tác động vào. Còn như ông ấy tự nhiên lớn ngớ ông để vớ huy chương ông này chui vào đây ông bảo ô thằng này nó nói như này hay mà nắm người theo dõi. Muốn thoát khỏi cảnh ăn xin ăn mày như mình là phải đọc sách nhiều, phải thế nọ tư duy nhiều, phải thực hành thế nọ thế kia. Cuộc đời ông này khá lên, từ 3 ông lên 5, lên 6, lên 7, đại ý nó như thế chứ tôi biết đâu là được. Có đúng hay không? Tôi mới bảo 90% là từ tùy các bạn thôi. Chứ còn nói ra đến anh em chúng nó biết tôi hàng ngày như thế nào. Mà chúng nó còn làm, có làm đâu. Nó còn do duyên nữa. Đúng không? Còn nếu mà theo như các ông ấy, đây là tôi nói là duyên. Nhưng mà ở các ông thì lại ngược lại. Các ông là nhân. Những gì tôi nói hôm nay nó là duyên. Duyên đến nhưng nhân không thay đổi thì không ra quả. Nhân duyên gặp nhau thì nó mới ra quả. Bản thân các ông là nhân. Những gì tôi nói, những tư duy của tôi đã trải qua, nó là duyên. Nhân cộng duyên mới ra quả. Nhân vẫn cứ ý sĩ tượng, nói xong tí nó ngủ khò khò ấy thì nó cứ chả ra quả đâu mà. Tôi thì tôi nói, tôi là nhân. Những gì tôi nói đây đang là duyên. Nhưng bản thân các ông là nhân. Những gì tôi nói này là duyên. Có thay đổi được không? Nhân cộng duyên nó mới ra quả. Đại ý là đấy, tôi gần đây tôi áp dụng cái như kiểu là cái sơ đồ vào để nói cho dễ hiểu. Ngày xưa tôi nói thì các ông cũng có thể hiểu nhưng nó mất thời gian. Đấy kiểu vậy. Thôi được rồi, hết pin rồi. Tôi xuống tôi xem cơm nước thế nào. Đã ăn được gì đâu.